Sống xứng đáng với tiêu chuẩn đích thực của con người. Hello Chào quý vị. Kính chào sư phụ. guys. Merry Chúc Christmas. mừng Giáng sinh. Chúc mừng Giáng sinh sư phụ. Happy New Year, Chúc lady. mừng năm mới sắp đến. Chúc mừng năm mới sư How phụ. are you? Please Quý vị sit khỏe down, không? please Ngồi sit xuống đi down. nào, ngồi xuống đi. How's everyone? Mọi Okay. người thế nào? Khỏe chứ? Dạ khỏe lắm. Thưa sư Okay. phụ. Are you Tốt, happy quý vị guys? có vui không? Dạ vui sư phụ, rất What vui. have you been doing? Quý vị đã làm những gì nào? Master, here we've been Thưa sư doing many phụ, ở đây different chúng con đã thực projects, hiện rất nhiều dự loving the án, sound, tears đăng báo editing và and biên tập post nhạc event kịch, media mến yêu coverage, dòng lệ âm thầm, CD and phát DVD hành CD và distribution, DVD, editing master's chỉnh videos sửa as băng thu well as hành, master's cũng như poetry and DVD thơ songs, nhạc của sư DVDs. phụ. Among other things, we Ngoài also ra, chúng plan on còn producing cũng dự supreme tính phát master hành các TV tiết mục shows, của truyền such hình as Vô the Thượng Sư, music and poetry như chương trình programs thơ to nhạc further tình yêu share và tâm master's linh để chia teachings sẻ and giáo lý poems và to thơ more của sư phụ people. đến nhiều người And thank hơn. you for Xin cảm tạ sư opportunity phụ đã cho chúng to con work on those cơ items. hội làm những việc này. Yeah. You're welcome Không có and chi và thank cảm you ơn quý vị for về bất cứ việc working gì quý on vị whatever đang làm. you do. As long as you Nếu quý like vị it, thích it's làm thì good. tốt. We all very much Chúng enjoyed con the rất work, thích những Master, việc and này, thưa sư we're phụ, và deeply chúng con thật vui mừng happy that you allow được sư us phụ cho to phép làm việc. work on it, and very happy Mỗi every ngày chúng day. con đều rất Very, vui very ạ. À. happy, Master. Rất rất vui, thưa sư Wonderful, my phụ. God. Tuyệt quá, trời ơi. The nicest thing I Đó can là câu hear. thú vị nhất mà tôi nghe được. I mean, Ý tôi là quý vị because thích you làm việc wanted to đó, do vậy it, tại sao so lại why không not? được chứ? So I say, okay, Cho no. nên tôi đồng ý, phải What would không? I say? Chứ biết nói sao Not đây, không được à? okay. Yeah, of course, if you Nếu quý vị like to thích làm work việc ở đó thì there, dĩ it's nhiên good là for được, và điều này humankind tốt cho or nhân loại, good, good for hoặc the là ích cho thế world, giới. then I always say, Thì tôi okay, luôn đồng ý, I'm tôi rất dễ tính easy mà. going. Chúng con vô cùng biết ơn sư phụ. Yeah, I À, appreciate tôi you cũng too. cảm kích quý So vị. that's why Vì I vậy let hôm you nay have tôi the cho quý chance vị cơ to hội air your bày tỏ opinion ý today kiến or air hoặc your nêu lên mối quan tâm concern or, ask some question hay if đặt you câu want, hỏi nếu you muốn. have any. Yes, we Quý vị very có much, câu hỏi nào không? very Dạ, much chúng like to. con rất muốn đặt câu hỏi. It's our greatest honor. Đây là vinh dự Okay. lớn nhất của chúng con. Most Được rồi. compassionate Kính master, thưa sư phụ từ as ái people nhất, around the trong khi world mọi người khắp thế celebrating giới this holiday đang đón season with mừng their mùa loved lễ này ones, với những we người feel thân yêu, deeply chúng honored, con cảm thấy happy vô and cùng so vinh blessed hạnh, to be in vui your mừng most và may radiant mắn trong sự presence hiện diện today. sáng ngời nhất của Ngài Thank you ngày so hôm much nay. for Chúng granting con us vô your cùng precious cảm ơn time sư phụ from your đã ban deep cho chúng con thời meditation to gian quý answer our báu của Ngài trong lúc questions. uế oan để trả We lời câu hỏi của feel, chúng we con. all feel that Tất cả Master's chúng love and con cảm thấy wisdom tình thương will và trí surely huệ be của a sư phụ chắc priceless chắn help to sẽ là humans sự at giúp this đỡ time. vô giá Thank you cho very nhân much, loại Master. trong thời điểm này. Xin Oh, cảm it's ơn all sư phụ right. rất nhiều. I Không có it's New chi. Year, it's Đây là năm Christmas and New mới, Year, so Giáng I sinh và thought năm mới, nên tôi nghĩ maybe you guys want to have a look at có me. lẽ quý vị muốn nhìn thấy tôi. Vâng, nhất định rồi ạ. As Như một món quà. a gift. Wow. It Chà, looks khung good cảnh over nơi quý there vị đẹp đấy chứ. in your area with the Christmas Có cây trees thông and Noel, presents and quà và everything. đủ mọi thứ. Just look very, Nhìn very rất thật sự Christmas. là Giáng We sinh. decorated Chúng con trang this hoàng nơi này space dành for you, cho sư Master, phụ to celebrate và để mừng Christmas, Giáng and sinh. Tất we're cả all chúng very con đều joyful. rất vui ạ. À. Thank you, thank you. Cảm ơn, cảm Thank you. ơn, cảm ơn Please quý do vị. enjoy the Hãy holiday vui hưởng mùa season. lễ nhé. Yes. I'm very glad Tôi to cũng see rất you vui khi nhìn also, thấy quý those vị, that những still người like vẫn to còn thích stay ở there đó and và làm work việc in whatever với bất project cứ that you dự are án nào having mà and quý vị đang làm và cố trying gắng to giúp đỡ help thế the giới world in different way. bằng nhiều cách Thank khác you, nhau. Master. Thank you Xin very cảm ơn much. sư phụ, cảm ơn Ngài Okay. rất nhiều. Ok. Is there any Có câu question hỏi then nào you thì quý go vị cứ ahead. hỏi Yes, đi. I will Dạ, start with con the sẽ first few hỏi questions, Master. vài câu đầu tiên, thưa Master, sư phụ. there's much Ok. news Thưa about sư phụ, climate có nhiều tin change về biến đổi khí with the hậu United và gần Nations đây Liên recently Hợp Quốc concluding a kết report luận trong một that bài ice tường trình cover has rằng reached a lớp new băng đá record bao phủ đã low đạt in an đến area độ around the thấp North kỷ Pole lục tại những and that vùng the chung quanh loss Bắc Cực from March to và sự mất September of mát của this băng đá year từ tháng 3 was đến tháng an 9 năm area nay bigger còn than the lớn hơn size of the cả United diện tích của States, Hoa a Kỳ very nữa. large area. Một vùng rất Yeah, lớn. yeah. Phải. So, Master, it looks Như like vậy, thưa climate sư phụ, change is dường part như of the biến đổi khí screening hậu là một phần process trong as tiến trình people thành are lập dying vì nhiều from người tử vong extreme weather do thời events tiết khắc nghiệt and other events caused và by những climate hiện tượng change. khác do biến đổi khí And hậu so gây our ra. question, Cho Master, nên câu hỏi của chúng is the con world là, still in thưa sư phụ, danger có from phải thế climate giới vẫn change còn to bị some nguy hiểm từ extent biến đổi khí if hậu the tới mức pace độ nào of đó adopting nếu a tốc độ vegan chuyển diet sang lối is dinh not dưỡng thuần sped up? chay không tăng nhanh? Thank you, Master. Xin cảm ơn sư phụ. Yes, Phải, đúng you're vậy. right. The ship, Tàu thủy, big ship, tàu thủy lớn has been able to bây sail giờ có through thể đi the xuyên qua khu vực mà trước đây băng đá there từng used bao to be phủ. ice cover before. Yes. Dạ phải. Before, no Trước ship đây không ever tàu had nào been able to go có through thể đi that xuyên qua vùng area, and đó. now
Nhưng bây giờ cả vùng này chỉ toàn là nước, không còn băng đá nữa. Cho nên tàu thủy đi qua được, họ cứ đi xuyên qua thôi. Điều này thật đáng lo ngại, nhưng... À, tuy địa cầu được cứu rồi, nhưng con người vẫn phải sống theo tiêu chuẩn đích thực của con người để có thể bảo tồn thế giới loài người theo thiên mệnh. Bằng không, chúng ta sẽ phải gánh chịu hậu quả, hoặc con cái chúng ta về sau sẽ phải gánh chịu. Do đó, gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Dạ hiểu thưa sư phụ. Rất tiếc về việc này. Dạ hiểu. Thưa sư phụ, bây giờ địa cầu có thể tồn tại được bao lâu nữa? Đoán xem. Quý vị đoán được không? Thưa sư phụ, trước buổi hội thảo con có nghĩ đến điều này. Con nghĩ thời gian có thể tăng lên gấp đôi, có thể là 20 năm, và có lẽ nhiều hơn thế nữa tùy theo đạo đức của con người trong tương lai. À, ta không muốn làm hư họ. Chứ bây giờ địa cầu được tồn tại được thêm hàng triệu năm nữa. Tuyệt quá! Tinh thần phấn khởi, thưa sư phụ. Phải. Xin cảm ơn sư phụ. Không có chi. Cảm ơn Ngài. Cảm tạ thiên đàng và Thượng Đế về phán quyết khoan dung này. Mặc dù tôi đã nỗ lực, nhưng mọi người cũng cùng cầu nguyện nữa. Những chúng sinh khác trên địa cầu, không riêng gì con người, đã cầu nguyện và nỗ lực dù ít hay nhiều. Và thiên đàng cũng khoan dung nữa. Hiểu chứ? Dạ vâng, sư phụ. Tôi đã dậm chân. Tôi dậm chân phản đối. Yêu cầu họ phải lắng nghe tiếng nói của chúng ta và tôn trọng ý kiến của chúng ta. Tôi nói dù chỉ mình tôi, dù ý kiến của một người thôi, cũng quan trọng. Quan trọng chứ. Cho nên địa cầu sẽ tiếp tục tồn tại. Dĩ nhiên với rất nhiều nỗ lực. Tôi không muốn kể ra vì câu chuyện rất dài. Bây giờ địa cầu đã được cứu. Vậy là tốt rồi, phải không? Xin cảm ơn sư phụ đã làm luật sư cho chúng con. Xin cảm tạ hồng ân và sự gia trì của Ngài. Cảm tạ Ngài đã hành động vì chúng con. À, tôi là quý vị mà. Tôi là chúng ta đấy thôi. Điều gì xảy ra với quý vị cũng liên quan đến tôi, phải không? Dạ phải, sư phụ. Chúng ta là bạn hữu. Và bạn hữu phải bảo vệ bạn hữu chứ, phải không? À, dạ phải, sư phụ. Thưa sư phụ, tiến trình thanh lọc đã kết thúc chưa hay sẽ còn tiếp tục? Nếu tiếp tục thì sẽ kéo dài bao lâu, chúng con có thể biết được không ạ? À, tiến trình thanh lọc sẽ luôn luôn tiếp tục, ít nhất là cho đến khi nhân loại thay đổi sang tiêu chuẩn cao hơn, sang tiêu chuẩn đích thực của con người, với tình thương, lòng từ bi và chung sống hòa bình với nhau. Nhưng hiện tại, tiến trình thanh lọc vẫn còn tiếp tục, dù ở cường độ hay khác. Nhưng bởi vì con người luôn dao động, nên kết quả cũng thay đổi. Đôi khi chậm, đôi khi đột ngột. Ta thật sự muốn nói, đừng lo gì cả, cứ vui sống. Nhưng sự thật là chúng ta phải nỗ lực mới đạt được hạnh phúc trên địa cầu, cũng như trên thiên đàng. Dạ hiểu thưa sư phụ. Ta hy vọng rằng mọi người hiểu được những gì quý vị hiểu. Vấn đề là không phải ai cũng hiểu. Và do đó, chúng ta vẫn phải tiếp tục nỗ lực và sự thanh lọc vẫn phải tiếp diễn bằng cách nào đó. Cảm ơn sư phụ rất nhiều về câu trả lời của Ngài. Ok. Kính chào sư phụ. Con rất vui được thấy Ngài lần nữa. Chào anh, tôi cũng mừng khi thấy anh. Anh khỏe chứ? Dạ, con khỏe. Cảm ơn sư phụ. Sư phụ thật xinh đẹp như mọi khi. Cảm ơn anh. Câu hỏi đầu tiên của con là về Trung Đông. Thưa sư phụ, chúng ta có thể làm gì để có hòa bình bền vững ở Trung Đông? À, phải tự tìm giải pháp lấy. Phải, con người phải tự suy nghĩ xem họ muốn gì và để đạt được những gì họ muốn, họ phải cân nhắc xem hành động nào cần làm
đẳng cấp tâm thức của người dân tại các quốc gia khác nhau, thể hiện trong cách họ sống, cách họ suy nghĩ, cách họ hành xử đối với thế giới. Cho nên trừ khi đẳng cấp chúng ta được nâng cao, bằng không mọi việc vẫn khó khăn. Điều đó đúng với bất kỳ ai trong bất cứ trường hợp nào, không riêng gì Trung Đông. Xin sư phụ cho chúng con biết đẳng cấp tâm thức của người dân ở các quốc gia. Chúng con thật sự muốn biết. Gần đây tôi đã xem xét đẳng cấp của các quốc gia, của đa số dân chúng tại mỗi quốc gia. Có lẽ lát nữa, nếu có thời giờ, tôi sẽ cho quý vị biết, rồi có thể quý vị sẽ hiểu tại sao chúng ta khó đạt được hòa bình ở một số vùng. Được chứ? Dạ, cảm ơn sư phụ. Thưa sư phụ, nhờ ngài thiền sâu và nâng cao tâm thức của thế giới, nên địa cầu, như ngài nói, đã được cứu thêm hàng triệu năm nữa. Tin này thật tuyệt vời. Xin cảm ơn sư phụ rất nhiều. Không có gì. Thưa sư phụ, đầu năm nay, ngài giải thích về thiên đàng và vai trò của ngài là vị luật sư, làm công việc thương lượng thay mặt cho loài người đang đau khổ trên thế giới. Xin sư phụ chia sẻ việc thương lượng đang tiến triển ra sao. Quý vị đã biết rồi, địa cầu đã được cứu. Tệ quá, xin cảm ơn sư phụ. Không có gì. Cảm ơn sư phụ rất nhiều. Hiện giờ nhân loại được tha thứ phần nào, tới mức nào đó, nhưng chúng ta phải chứng tỏ rằng mình xứng đáng sống trên thế giới này. Bây giờ tùy mọi người chọn lựa, hoặc theo lối sống cao thượng, hoặc theo tiêu chuẩn thấp kém hơn của con người cho kiếp này và kiếp sau. Chúng ta phải sống theo tiêu chuẩn đích thực của con người. Tiêu chuẩn tối thiểu đều được ghi chép trong tất cả các loại kinh điển trên thế giới, như là ngũ giới, 10 điều răn, như là không sát sinh, không trộm cắp, không làm chuyện tội lỗi, vân vân, không ngoại tình, không làm điều này, không làm điều nọ, mà nên làm điều này, nên làm điều kia. Đây là tiêu chuẩn tối thiểu, không sát sinh. Nhưng nếu chúng ta tiếp tục giết hại lẫn nhau, hoặc giết những chúng sinh khác, như loài vật chẳng hạn, thì chúng ta sống không xứng đáng với tiêu chuẩn của con người. Đừng nói chi tiêu chuẩn thiên đàng. Để có thể là con người thật sự, chúng ta phải giữ ngũ giới hay 10 điều răn trong Thánh Kinh. Quý vị hiểu chứ? Dạ vâng, thưa sư phụ. Nhưng thưa sư phụ, tại sao một số người làm chuyện xấu như sát sinh hoặc ăn thịt, uống rượu, vân vân, mà vẫn không có điều gì xảy ra với họ? Chưa đâu. Có lẽ chưa có điều gì xảy ra với họ trong lúc này thôi. Nhưng có thể sắp xảy ra hoặc ngay cả kiếp sau nữa. Bởi vì trong kiếp này, hoặc vào thời điểm này, họ vẫn còn một số phước báo sót lại trong kho từ những việc làm tốt trong các kiếp trước của họ. Nhưng khi kho phước báo này đã dùng cạn, thì họ sẽ phải trả bằng nhiều cách khác nhau. Hoặc là sức khỏe suy yếu, bị tai nạn, bị rối loạn tâm thần hoặc tử vong, vân vân. Không ai có thể tránh được nghiệp quả theo luật vũ trụ. Dạ hiểu, xin cảm ơn sư phụ rất nhiều. Được rồi, không có chi cưng. Kính chào sư phụ. Chào cô, khỏe không? Dạ khỏe, xin cảm ơn sư phụ. Trông cô đẹp quá. Dạ, dành cho sư phụ, chúng con cố gắng. Cô xuống cân hay sao vậy? Ở đây con rất vui, thưa sư phụ. Có lẽ đó là lý do. Và hôm nay chúng con cố gắng làm đẹp vì ngài. Trông cô rất xinh đẹp, cô thật sự xinh đẹp. Ý tôi là cả bên trong nữa. Cảm ơn sư phụ, cảm ơn sự giá trị của ngài. Thưa sư phụ, con có câu hỏi về những lời tiên tri của Nostradamus. Nhiều người tin rằng ông đã tiên đoán đúng về cuộc chiến tranh và tai họa từng xảy ra trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại. Và trong một lá thư viết cho con trai, ông nói rằng sẽ có cơn hỏa hoạn khắp thế giới, mang đến vô số thảm họa và thay đổi đột ngột, đến độ hầu như không có miệng đất nào mà không bị chìm trong nước.
Và điều này sẽ kéo dài đến khi tất cả đều bị hủy diệt. Và ông nói rằng mưa sẽ giảm thiểu quá mức và sẽ có vô số lửa và tên lửa rơi xuống từ thiên đàng đến nỗi không có gì có thể thoát khỏi sự hủy diệt. Và điều này sẽ xảy ra trước khi có trận hỏa hoạn cuối cùng. Dạ, thưa sư phụ, thật đáng sợ. Nghe thấy cũng tương tự nhưng thậm chí còn tệ hơn những hiện tượng có thật mà chúng ta từng thấy trước giờ, thưa sư phụ. Có phải những lời tiên tri về thảm họa như thế đó cho thế giới chúng ta lẽ ra đã trở thành sự thật nếu không có hồng ân của thiên đàng? Lẽ ra đã xảy ra thật, nhưng chúng ta đã cố gắng ngăn chặn. Dạ vâng, sư phụ. Chúng ta đã cố gắng ngăn chặn cho nên hiện giờ đã khá hơn rồi. Lẽ ra mọi chuyện đã tệ hơn. Yes, master. Dạ vâng, sư phụ. Yes. That's why đó là lý do quý vị nói rằng lời tiên tri nghe có vẻ tệ hơn những hiện tượng thực tế. Yes. Dạ vâng, sư phụ. Đúng, ông đã nói sự thật. Nhưng rồi chúng ta đã ngăn chặn một số thảm họa trên thế giới mà đáng lẽ đã xảy ra cho địa cầu và nhân loại. Tuy nhiên, gần đây, trong bản tin Thanh Hải vừa tuần sư, tạp chí của chúng ta đó, họ đã đăng một bài về lời tiên tri của Nostradamus, một loại tiên tri khác, và quý vị sẽ thấy viễn ảnh tốt đẹp về thế giới chúng ta sau thời kỳ thanh lọc lớn. Quý vị chưa đọc à? Dạ, chúng con đọc rồi ạ. Ok, lời tiên tri đó nói sẽ có ít nhất 1.000 năm an toàn, hòa bình và thịnh vượng nhờ sự xuất hiện của một vị lãnh tụ thế giới hay đấng cứu thế mới. Vậy rất tốt. Dạ đúng, thưa sư phụ, rất thú vị ạ. Phải, đó là tin vui. Dạ vâng, sư phụ. Cảm ơn sư phụ về sự gia trì của Ngài. Phải, và hãy cầu nguyện cho điều đó. Dạ vâng, thưa sư phụ, chúng con sẽ cầu nguyện cho điều này. Thưa sư phụ, chúng con muốn biết Ngài đã làm gì trong những ngày qua? Ngài làm gì trong thời gian qua ạ? Tôi khảo sát vũ trụ. Tôi xem xét những gì đang xảy ra trên thế giới và những gì mà chúng ta có thể giảm thiểu, cải thiện. Và dĩ nhiên, tôi luôn trong trạng thái thiền sâu, dù ngồi hay nằm, hoặc đôi khi dành chút thời giờ đi dạo, hoặc chơi đùa với mấy bạn chó, luôn tập trung vào việc thiền định. Trong trạng thái thiền định sâu, hiểu không? Tôi cũng cho các thầy giả đi ra ngoài. Tôi chỉ có một hoặc hai thầy giả ở đây. Đôi khi một, đôi khi hai, tùy theo nghiệp của họ. Đôi lúc, tôi cho thầy giả ra ngoài để giúp đỡ những người nghèo khó và tặng chút tiền cho những người vô gia cư. Mua thức ăn cho hội viên thực phẩm nơi tôi sống, đồng thời cũng gửi quà Giáng sinh tới một số người. Tôi mua nhiều củi mới, tặng các trại chó gần nơi tôi ở, và tặng thực phẩm, mền, đồ chơi, nệm và bất cứ gì mà họ cần trong các trại chó đó. Tôi làm thế từ nhiều năm qua rồi. Bao năm qua, không phải chỉ năm nay, nhưng phần lớn đều ẩn danh nên họ cũng không biết tôi. Thậm chí họ cũng không thấy tôi. Họ luôn muốn gặp tôi. Lúc trước, tôi có đến hai lần khi chưa có nổi tiếng ở đó. Nhưng sau khi cho quá nhiều lần, tôi trốn mất. Tôi chỉ ghi lại bút danh gì đó thôi. Và họ viết thư cảm ơn. Tôi nói, thế là được rồi, đủ rồi. Rồi thì giả của tôi có thể trao hay không trao bức thư đó cho tôi. Có lúc tôi đọc, có lúc họ cứ giữ lấy. Không quan trọng, miễn là các bạn chó vui vẻ. Họ có vẻ được chăm sóc chu đáo ở đó. Tôi hy vọng tất cả chó ở mọi trại trú ẩn và trung tâm trên thế giới đều được chăm sóc chu đáo. Thưa sư phụ, thật là cảm động ạ. Và trẻ em mồ côi, trẻ em sống trong trại mồ côi. Tôi gửi cho các em quà và tiền để các em mua quần áo mới và bất cứ gì các em cần. Đồ chơi, sô-cô-la, loại sô-cô-la thuần chay và bánh quy thuần chay, bánh hạnh nhân với đủ hình dáng các em thích, những thứ như thế, vân vân.
hiểu không? also Tôi cũng chỉ order thể thiết those lập disaster những ngân relief quỹ và hoạt funds động and cứu trợ activity đó, and also cũng special như ngân fund quỹ of đặc biệt 400 ngàn 400,000 for Mỹ the Kim dành cho các homeless tù sĩ moms không nhà and và người vô gia homeless cư trên people khắp thế giới. around the world. And I Và also tôi do cũng some viết important một số từ tín correspondence, quan not trọng, a lot, không nhiều lắm, because of course I vì have dĩ to nhiên tôi phải tập concentrate trung on vào thiền định. meditation. I wish I could Tôi write ước gì letters có thể to viết all the thư gửi leaders tới tất and cả các nhà great lãnh đạo people và in the nhân vật vĩ world đại trên to thế thank giới them for để cảm all ơn their họ efforts về and mọi all the nỗ good lực things và việc they have thiện done for mà họ đã humankind làm cho and nhân for the loại, cho planet địa cầu and và for the cho các bạn animals. thú. But Nhưng I tôi không thể just thực couldn't hiện make được. it. There are still a lot of Trên good thế giới people in này these vẫn còn worlds rất and nhiều good người tốt leaders và and những I'm nhà lãnh so đạo glad. tốt. I'm Tôi so vui glad. lắm. Tôi rất Anyway, vui. by the way, Dù here sao, if nhân they can đây hear nếu me họ at có thể all, nghe tôi nói I hope they thì will tôi hy accept vọng my họ sẽ nhận tấm lòng heartfelt tri ân chân thành của tôi gratitude and I wish và tôi chúc họ những them gì tốt all đẹp the nhất best in their continuing trong công việc noble cao work thượng họ đang làm and I và cầu pray xin thiên đàng heavens ban mọi for sự gia all the trì blessing showering cho into đời their sống của lives họ và thân and nhân their họ. loved ones. But thank you so Cảm much. ơn rất nhiều. Master, you're so Thưa sư phụ, compassionate. ngài thật Not từ only bi, you're không những chăm sóc taking vũ care of trụ the universe through your meditation, qua việc you're thiền định also mà còn làm ông già being Noel Santa Claus to so many of the cho vô less số người fortunate, kém may mắn and it nữa. touches us Và every năm year. nào điều Now, này cũng làm chúng quietly con and cảm now, động. quietly. They Phải don't làm even âm thầm know một cách I'm âm Santa thầm, họ Claus. cũng I không just biết tôi send it làm through già Noel someone đâu. Tôi nhờ người khác gửi hoặc else. vô danh. So they Cho don't nên even họ cũng see the không Santa thấy ông Claus, già Noel, Mrs. Santa bà già Claus. Noel. Mrs. Bà Mysterious già Santa Noel bí ẩn. Claus. Thật ra, Actually, bởi vì quý vị đang no, làm because những you việc are này, doing these things, mỗi every hội viên one of chúng our ta association đều đang làm việc member này. doing Và this, tôi and cũng I'm đang làm also việc doing này, this. hiểu You không? know, we walk Chúng the ta thực talk. hành những gì mình It's nói, normal đó by là chuyện us. bình thường. We're only Chúng inspired con by thật your sự được khích example, lệ bởi Minister, tấm gương cô sư truly. phụ And và whoever thật ân receives phúc your cho bất gift cứ is so ai nhờ ngợi blessed. quà của Ngài. What if Chứ I nếu keep tôi cứ telling you bảo quý what vị to phải do làm and gì đó never mà do tôi chẳng bao anything? giờ làm gì cả, It's not good, is vậy it? đâu có tốt, phải không? It's not Không phải vì tôi bảo quý because vị I tell làm you what to rồi do, tôi so I do làm, it. I just chỉ là feel tôi that cảm need, thấy so họ I do cần it nên tôi because làm of vì họ their cần needs. thôi, That's just chỉ natural tự things nhiên to do. thôi, Just like cũng tự it's nhiên, natural thing for you to giống like như quý stay vị thích there ở and lại đó và continue tiếp to do tục làm những whatever gì you quý vị có can, thể, quảng bá giáo spreading the lý teaching hoặc làm or bất do cứ gì về whatever ban tu hành video stuff that you're để doing phục vụ người for khác. other people. It Quý just vị cảm feel thấy điều natural đó là for tự you. nhiên. And you're happy Và quý doing vị that. vui khi làm điều đó. The same Giống if you vậy, add tôi to cảm thấy tự me to nhiên khi help giúp đỡ người people and khác. I'm Và tôi happy cũng doing vui vẻ that làm too. việc đó. Yes, Dạ, sư Master. phụ, con I còn một have câu hỏi another nữa. question. Okay. Được. So there Có are những lời these tiên tri other khác. predictions, positive Những lời tiên predictions. tri khẳng They định say nói that the rằng thế world will giới be chúng ta sẽ suddenly đột nhiên biến transformed đổi or hoặc enter a bước vào higher một chiều cao hơn. dimension. Vậy And that à? even our Và thậm chí DNA will DNA của change chúng or ta sẽ already thay đổi started hoặc to đã bắt đầu thay change. đổi rồi. Điều này And nghe it thật sounds tuyệt great, vời. but for Nhưng me, đối với it's con hard thật khó to tưởng tượng imagine that drastic rằng những changes thay would đổi happen lớn lao như vậy lại overnight, có thể xảy ra especially qua you're một not, đêm, nhất là well, in tại a sao không? physical Và trong domain, thế giới vật chất it's của chúng kind ta of điều hard to này say hơi how tưởng tượng được physical trên world. thế gian này. Yeah, I understand. Could Master just Phải, tôi share your hiểu. Xin sư insights? phụ chia sẻ về nhận Yeah, thức why của not? Ngài. Được chứ, tại Why sao do you không? always Tại sao quý believe vị in luôn tin vào negative những sự kiện phủ happenings định and not mà lại believe không in, tin vào chẳng hạn for example, sudden những miracles phép or lạ sudden bất ngờ change for the hay better? những cải thiện đột ngột? Yeah, let's just believe it. Phải, hãy tin Let's tưởng, pray hãy cầu for nguyện it cho to điều này happen and as quick as xảy possible. ra càng sớm càng I've given tốt. up Tôi đã bỏ zillions, ra yes, hàng tỷ zillions tỷ of tỷ zillions of tỷ tỷ zillions of tỷ điểm spiritual công đức merit ban cho points thế giới for the để nó trở world nên to tốt become đẹp better hơn and the people và to để con người change thay đổi từ from bên trong inside and for world và vegan, để world có được thế peace. giới thuần chai, thế giới Still hòa bình. more, Tôi vẫn I need cần to tiếp tục đóng offer for góp this vision to để come viễn ảnh true. này trở thành hiện But thực, it will, nhưng it sẽ might be được, true. có thể I thành have hiện thực. been Tôi vẫn tiếp tục intensifying my tăng cường, meditation effort. Wow. Still continue. Nỗ lực thiền Master, định thank you vẫn so tiếp tục. much. Hay quá sư But, phụ ơi, cảm ơn Ngài yes, rất nhiều. I cannot Nhưng always phải, reveal tôi all không to thể lúc you. nào cũng tiết Let's lộ just mọi wait việc and với quý see, vị. Quý vị chỉ okay? nên chờ xem, được chứ? Yes, Master, thank you Dạ so vâng much. sư phụ, cảm ơn Let's Ngài have rất it. nhiều. Cảm Thanks, ơn thiên Heaven. đàng, cảm ơn thiên đàng ạ. Okay. Được rồi. Well, so Dạ, thanks to nhờ tấm lòng Master's tận tụy của sư dedication, the phụ, planet has been địa saved cầu đã được for cứu thêm một thời much, gian much rất longer rất lâu. time. And it also Và nhờ, depends, như as sư you have phụ said, nói, on cũng tùy thuộc humanity's vào tiêu chuẩn và hành standard động and future của actions. nhân loại trong tương lai. So do these future Vậy những hành actions động tương lai also này
có bao gồm những gì hội viên chúng ta đang làm, như là tiếp tục quảng bá thông điệp thuần chay hay không ạ? Dĩ nhiên là có chứ, mọi người phải làm hết sức mình, nhất là hội viên chúng ta, những người đã biết điều gì đúng, điều gì sai và điều gì là tốt nhất cho thế giới, cho nên càng làm nhiều càng tốt. Nhưng bây giờ địa cầu sẽ tồn tại lâu hơn. Tôi đã cho quý vị biết rồi, hàng triệu năm nữa. Tuyệt quá! Dạ vâng, thưa sư phụ, bao nhiêu triệu năm nữa ạ? À? Để tôi kiểm lại nhật ký. Vì tôi cũng không nhớ nữa, mỗi ngày càng thêm nhiều. Tôi phải làm rất nhiều việc. Không phải lúc nào tôi cũng nhớ, nhưng tôi đã ghi xuống rồi. Tôi không ghi xuống mỗi ngày, chỉ thỉnh thoảng thôi. Chỉ để kiểm xem về sự gia hạn của địa cầu. À, vào ngày... Ngày nào đây? Để ta xem vào ngày nào nhé. Có quá nhiều điều. Tôi ghi xuống quá nhiều, khó mà kiểm được. Bởi vì nhật ký của tôi rất nhỏ, để tôi có thể bỏ túi. Tôi chỉ ghi những điều rất ngắn gọn cho riêng mình. Nhưng giờ quý vị hỏi, tôi sẽ nói. Tôi có thể kiểm lại, nhưng hãy kiên nhẫn một chút nhé. Dạ vâng, sư phụ. À, where can that ở đâu be nhỉ? The date? Ngày nào đây? Comments. Okay. Okay, gần đây nhất. On the, you know, up the latest one, planet. Địa cầu được gia hạn. The latest one. Gần I đây nhất written, tôi ghi xuống. Tôi nghĩ 4 5. Could it be more? Còn gì nữa phía sau đây không? Yeah or not? If not, then it's, nếu không thì chắc ở phía trước. In the front. My level. Đẳng cấp của planet tôi, extended. Địa cầu được gia hạn. Okay. We have later than that day, có ngày that day sau ngày đó. The ngày đó là trước nữa. Lần cuối tôi kiểm là ngày 18 tháng 12. The planet would địa cầu đã được gia hạn thêm to stay longer, 8.331.171 năm. 171 years on a, up to vào ngày 18 tháng 12. Cảm ơn sư phụ. Tuyệt quá. Bây giờ mọi việc xảy ra rất nhanh, chính tôi cũng ngạc nhiên. Thưa sư phụ, vào cuối tháng 10, chỉ có 10.000 năm, mà chỉ nổi trong 2 tháng, tôi biết. Bởi vì đẳng cấp của tôi nhảy vọt lên rất cao. Tuyệt quá, thưa sư phụ. Điểm công đức tâm linh của tôi tăng lên gấp tỷ tỷ lần do vài hiện tượng đặc biệt và một số điều đặc biệt mà tôi không thể chia sẻ với quý vị. Nhưng nhờ đó, lực lượng minh sư càng mạnh mẽ, càng ngày càng mạnh hơn và mạnh đến độ nó nhảy vọt quá nhanh, nên tôi cũng mừng vô cùng. Không cần biết, miễn là địa cầu tồn tại lâu hơn, không cần biết bằng cách nào. Rất tốt, thật kỳ diệu thưa sư phụ, tình vui phải không? Dạ vâng sư phụ. Chúng con quả thật may mắn, thưa sư phụ, chúng con may mắn quá. Chúng ta may mắn như vậy thế đó. Bây giờ địa cầu sẽ tồn tại lâu hơn và sẽ tiếp tục lâu hơn, thậm chí còn lâu hơn thế nữa. Đó mới chỉ là ngày 18 tháng 12, sẽ còn tiếp tục lâu hơn nữa. Nhưng bây giờ đây, địa cầu vẫn tiếp tục tồn tại. Chỉ có loài người là đáng quan tâm thôi, tức là thế hệ hiện tại và tương lai. Có thể tiếp tục được bao lâu nữa? Nếu chúng ta tiếp tục hủy hoại mình thêm, thì đó là điều chúng ta muốn, và rồi sẽ gánh chịu hậu quả. Địa cầu được cứu để cho loài người và những chúng sinh khác tiếp tục sống. Vậy chúng ta phải thật sự trân quý điều này. Phải nghĩ cách làm sao sống một cuộc đời xứng đáng trên địa cầu. Làm cách nào để thật sự quyết tâm tạo ra những ngày tốt đẹp hơn cho đời mình. Làm sao để đền đáp lòng từ ái của thiên đàng. Không phải chỉ luôn đòi hỏi thiên đàng làm gì cho chúng ta, mà nên tự hỏi mình có thể làm được gì cho thế giới, cho người khác và cho chính mình nữa. Đó là điều chính đáng để làm, phải không? Yes, master. Dạ vâng, sư phụ. All right. Được rồi.
Hãy tiếp tục. Yes, Master. Dạ vâng, sư phụ. So with this như vậy với tin này là để cầu được cứu thêm một thời gian lâu hơn, thì đối với một số người họ không cảm thấy cần thiết phải tiếp tục quảng bá thông điệp thuần chay cứu thế giới, bởi vì thưa sư phụ, ngài đã làm xong mọi việc rồi. Như vậy là sai. Thưa sư phụ, đâu là sự cân bằng phù hợp giữa việc làm và thiền định vào thời điểm hiện tại này? Ta bảo quý vị thiền, nếu có thể được, càng sâu càng tốt, phải không? Dạ vâng, sư phụ. Nhưng hiện tại, bởi vì quý vị phải làm hoặc muốn làm công việc này, cũng là để phụng sự thế giới, thì quý vị làm những gì cần phải làm, rồi thiền càng sâu càng tốt. Quý vị làm cả hai, tùy quý vị. Quảng bá thuần chay và thiền định đều tốt cho sự thăng hoa của bản thân quý vị, cũng như cho thế giới. Yes, Master. Dạ vâng, sư phụ. Con nghĩ về phần mình, con đã thiền nhiều hơn. Phải. Nhưng con nghĩ con không thiền được suốt ngày, như là 10 tiếng mỗi ngày, trong nhiều ngày liên tục. Phải, điều này rất là điều này khác. Một số người có những việc khác nhau để làm, hiểu không? Dạ vâng, sư phụ. Một số người muốn thiền suốt ngày suốt đêm, như vậy cũng tốt. Còn một số người muốn làm như là 50-50, vừa làm việc cho thế giới, vừa thiền định, thì đó là lựa chọn của quý vị. Dạ vâng, sư phụ. Con nghĩ con và nhiều người tại đây, hoặc tất cả mọi người ở đây, cũng đều muốn làm việc để phụng sự, để ráng học hỏi và phát triển tâm linh nhanh hơn một chút. Nhưng nếu quý vị ở địa điểm của truyền hình vô thượng sư và tiếp tục làm việc tại đó vì bất cứ lý do nào, thì quý vị cần phải thiền tối thiểu 4 tiếng mỗi ngày. Tối thiểu 1 tiếng quán âm, thiền đàng nội tại. Và nếu người nào không làm việc, thì phải thiền 8 tiếng mỗi ngày. Theo tỷ lệ quân bình, giữa ánh sáng và âm thanh thiền đàng nội tại, theo như cách tôi đã chỉ dẫn vào lúc quý vị tạo tâm ấn. Bởi vì người ngoài họ làm việc ít nhất 8 tiếng mỗi ngày, cho nên nếu không làm việc thì chúng ta phải thiền ít nhất 8 tiếng mỗi ngày, hiểu không? Và nếu quý vị làm bất cứ công việc gì đóng góp cho thế giới hoặc làm việc cho sư phụ, thì dù vậy, thì quý vị phải thiền ít nhất 4 tiếng mỗi ngày, chứ không phải 2 tiếng rưỡi như người khác, và ít nhất là 1 tiếng quán âm. Điều này rất quan trọng đối với quý vị. Đối với tất cả đồng tu, không phải chỉ riêng những người làm ở truyền hình vô thượng sư. Hãy nhớ, làm bất cứ điều gì thì đó là lựa chọn của quý vị. Tôi chỉ khuyên thôi, rồi mọi người làm gì thì tùy họ. Dạ vâng, cảm ơn sư phụ. Nhưng dĩ nhiên bây giờ, giai đoạn nguy kịch đã bớt căng thẳng rồi. Cho nên một số người sẽ nghĩ rằng không cần phải làm thêm nhiều nữa, nhưng lúc nào cũng có việc cần làm. Thế giới chưa được hoàn mỹ mà. Con người vẫn giết hại lẫn nhau và giết các bạn thú để ăn. Đó là điều sai lầm. Vậy làm sao có thể nói mình không cần làm gì cả? Tôi làm những việc khác. Dạ vâng, sư phụ. Bởi vì tôi thấy rằng chỉ nói suông thôi thì không đủ, nên tôi phải nỗ lực bế quan thiền định. Và tôi rất mừng là tôi đã làm như vậy. Bằng không, tôi không thể đạt được những điều tôi muốn và không thể khám phá ra. Ý tôi là không có thời gian để khám phá lại những gì tôi muốn khám phá. Tốt cho thế giới. Tôi thiền thì tốt hơn. Có hai loại việc làm. Một loại như là thông báo cho thế giới biết về lý thuyết bằng lời nói, hành động bằng lời nói. Và loại kia là hành động tâm linh. Có lực lượng tâm linh để củng cố những điều mình đã nói với người khác. Và cũng giúp thăng hoa rất nhiều linh hồn, thậm chí thăng hoa toàn thể địa cầu. Nếu chỉ nói suông trên truyền hình, thì tôi đã không làm được những điều đó. Thật sự là không thể được. Quý vị hiểu không? Dạ vâng, sư phụ. Tôi rất mừng, bởi vì tôi làm tốt cho thế giới, giúp đỡ họ và tất cả mọi điều, nhưng không tốt bằng khi tôi đồng nhất hơn với vũ trụ một cách thâm sâu. Hiểu không? Dạ vâng, sư phụ. Tiến cao hơn về tâm linh. Ok. Phải không? Dạ vâng, sư phụ. Cảm ơn sư phụ. Còn cái gì? Any more?
Còn câu hỏi nào nữa không? Kính chào sư phụ, chào anh. Thưa sư phụ, thay mặt tất cả mọi người từ tận đáy lòng, chúng con vô cùng cảm tạ Ngài về tất cả những gì Ngài đã làm. Ngài đã cho chúng con mọi thứ, tất cả mọi điều, ân sủng, giáo lý và tình thương. Ngài đã chăm sóc mọi khía cạnh trong đời sống của chúng con, và không lời nào có thể diễn tả tất cả những gì Ngài đã ban cho chúng con. Chúng con cảm thấy vô cùng vinh hạnh và được gia ân rất nhiều bởi sự hiện diện của Ngài. Có một người vô cùng xinh đẹp như Ngài. Chúng con vô cùng cảm tạ sư phụ. Thưa sư phụ, trong khi tổ chức nhạc kịch Mến Yêu Dòng Lệ Âm Thầm, có lần Ngài đã viết thư gửi cho Hoa Kỳ rằng quốc gia vĩ đại như Hoa Kỳ mà lại chú ý đến một người bình thường vô danh như Ngài. Nhưng Ngài hoàn toàn không phải vậy. Ngài là nhân vật quan trọng và quan trọng đối với tất cả mọi người, đối với hàng triệu sinh linh trên khắp thế giới. Vì vậy, chúng con vô cùng biết ơn. Con vô cùng cảm tạ sư phụ. Xin cảm ơn Ngài. Phải, nhưng không có chi. Nhưng khi viết lá thư đó, tôi thật sự nghĩ vậy. Khi nói điều này, tôi thật sự nghĩ như vậy. Bởi vì tôi biết, dù có thể quý vị nghĩ tôi vĩ đại, có thể là về tâm linh, phải, nhưng trên thế gian, chẳng ai quan tâm tôi là ai cả. Do đó, nói theo kiểu thế gian, người dân Hoa Kỳ rất vĩ đại khi họ đã chú ý đến một người vô danh như tôi. Tôi không có địa vị trên thế giới, không có cương lĩnh chính trị, không có danh hiệu, không có gì cả. Do đó, khi nói điều này, tôi thật sự có ý như vậy. Dạ vâng, sư phụ. Và tôi thật sự biết ơn người dân và chính phủ Hoa Kỳ về sự lãnh đạo tài giỏi như thế. Dạ vâng, sư phụ. Họ thật sự rất chân thật trong nhiều phương diện. Và tôi nhận thấy điều này trong tinh thần người Hoa Kỳ. Nên tôi cảm tạ họ về việc này. Người dân và chính phủ Hoa Kỳ đã tặng cho tôi đủ mọi bằng công dân danh dự khi tôi còn không bằng cả người vô danh nữa. Bây giờ tôi mới là vô danh, nhưng trước đó tôi thậm chí còn không bằng người vô danh. Chúng ta cũng không có truyền hình vô thỉnh sư hay bất cứ gì như vậy. Và chúng ta tự mình làm mọi việc một cách thầm lặng, chỉ lo việc của mình thôi. Nhưng người Hoa Kỳ vẫn lưu tâm, tìm đến tôi, trao cho tôi tất cả những vinh dự và đặc quyền này. Đây là điều cảm động mà tôi không bao giờ quên, hiểu không? Xin cảm ơn sư phụ, nhưng đối với chúng con, Ngài quan trọng. Đối với chúng con, Ngài là người mẹ vĩ đại nhất. Người mẹ vĩ đại nhất trong toàn vũ trụ đã chăm sóc tất cả mọi việc. Cảm ơn. Cảm ơn sư phụ. Rất cảm động. Đừng làm tôi khóc, nhòa phấn son mát. Con nghĩ con sắp khóc thôi sư phụ. Phải, tôi có thể nghe được giọng nói xúc động của anh. Thưa sư phụ, chúng con thật đau lòng khi nghe nói về tất cả những hy sinh của Ngài, như là thời gian du hành rất lâu và nghiệp chướng mà Ngài phải gánh chịu, thậm chí phải trả giá bằng sức khỏe và sự sống của Ngài. Chúng con chân thành ước rằng chu kỳ này có thể chấm dứt. Thưa sư phụ, có khi nào Ngài sẽ không còn phải gánh chịu tất cả nghiệp chướng của chúng con trong khi Ngài còn ở đây trên địa cầu này không ạ? Ước gì như thế? Không may mắn như vậy đâu. Đó là nhiệm vụ của tôi. Khi tôi còn hiện diện tại đây, công việc phải tiếp tục bằng nhiều cách khác nhau. Dạ, con hiểu, sư phụ. Chừng nào còn đau khổ, chừng nào chưa có hòa bình bền vững, thì minh sư vẫn phải tiếp tục gánh chịu nghiệp chướng. Và tất cả minh sư luôn sẵn sàng làm việc này một cách yêu thương. Cho nên không có vấn đề gì cả. Dạ, con hiểu, sư phụ. Những nỗ lực của đệ tử trong việc quảng bá thông điệp thuần chay có giúp thúc đẩy tiến trình hay không để sư phụ không cần phải gánh tất cả nghiệp chướng của chúng con nữa? Có giúp chút đỉnh. Nhưng cảm ơn tình thương và sự quan tâm của quý vị. Dù sao đi nữa, cứ làm việc tốt đi. Làm việc tốt cho thế giới và cũng cho chính mình nữa. Dĩ nhiên, quý vị biết mà, bất cứ điều gì tốt, bất cứ hành động tình thương nào mà quý vị làm thì luôn luôn tốt cho quý vị và cho thế giới. Đừng lo cho tôi và nghiệp chướng mà tôi phải gánh chịu. Chúng ta không cần lo nghĩ về điều này. Cứ làm vì đây là các việc tốt nên làm. Dù quý vị làm vì yêu thương tôi hoặc làm vì quý vị yêu thương thế giới,
hoặc là vì quý vị nghĩ rằng đây là việc tốt nên làm, thì điều đó luôn luôn tốt. Điều đó thì luôn luôn tốt. Dù sao tôi cũng cảm ơn tất cả quý vị đã yêu thương tôi thật nhiều. Cảm ơn sư phụ, cảm ơn ngài rất nhiều. Tôi thật có phước. Tôi may mắn có được một số đệ tử như quý vị, như những hội viên ở LA. Vì tôi nghe nói rằng những người liên lạc với quý vị qua nhạc kịch hay qua bất cứ nỗ lực nào, họ luôn luôn tôn trọng quý vị. Những người gọi là đệ tử của tôi, họ rất tôn trọng. Đôi khi họ viết thư cho tôi nói như vậy, rằng họ chưa bao giờ thấy hoặc gặp những người xinh đẹp, từ ái và ân cần như vậy như những người trong nhóm chúng ta. Tôi rất rất cảm động và hãnh diện về tất cả quý vị. Tất cả quý vị, không chỉ riêng những ai làm việc ở truyền hình Vô Thượng Sư hoặc nơi làm việc cũ của truyền hình Vô Thượng Sư, mà tất cả đệ tử đại diện cho thiên đàng qua hành động, lời nói và suy nghĩ của họ. Tôi rất rất hãnh diện về quý vị. Tôi rất mừng là nỗ lực của tôi đã đem lại kết quả. Và nhân tiện, cảm ơn quý vị nhé. Xin cảm ơn sư phụ. Người ta thường nói, xem quả thì biết cây. Phải không? Dạ vâng sư phụ. Cho nên tôi mừng là quý vị đã vinh danh tôi bằng hành động, bằng tình thương và tinh thần quan tâm thành thật của quý vị. Người tu hành là vậy đó. Không phải chỉ lo cho bản thân thôi rằng chúng ta phải lên thiên đàng, nhưng chúng ta mang thiên đàng đến nơi mình sống hay bất cứ nơi nào mình đến. Đó là điều tốt nhất để làm. Tôi rất mừng là quý vị đang làm vậy và mọi người có thể thấy được, có thể cảm nhận được. Đó là kết quả từ việc tu thiền của quý vị, về lòng yêu thương từ ái. Và tôi rất mừng khi thấy kết quả ở vị qua ống kính đáng giá của những người không tu hành, không phải hội viên, hiểu không? Dạ vâng sư phụ, tôi rất mừng. Cảm ơn sư phụ. Thưa sư phụ, con có thêm vài câu hỏi. Cứ hỏi đi. Thưa, có phải việc sư phụ thiền định sâu không phải chỉ để thăng hoa địa cầu mà còn cả vũ trụ nữa? Phải, cả vũ trụ nữa. Nhưng vì tôi ở thế giới này, nên thế giới này được ưu tiên. Vì tôi hiện diện tại đây, hiểu không? Thưa, toàn thể vũ trụ cũng sẽ bước vào thời đại hoàng kim hay chỉ địa cầu chúng ta thôi à? Một phần lớn vũ trụ, không phải toàn thể vũ trụ. Thật đáng buồn, chỉ vì một vài nơi trong vũ trụ vẫn còn quá thấp, quá thô tạp, thậm chí sau khi đã được nâng lên. Giống như là nếu quý vị ở chân cầu thang, thì phải mất nhiều thời gian hơn để đem quý vị lên đến đầu cầu thang. Nhưng một số người đã giữa cầu thang rồi, hoặc ở gần đầu cầu thang, thì đưa họ lên rất dễ, phải không? Dạ vâng, sư phụ. Phải. Thưa, vũ trụ hoàn toàn thuần chai có thể hiện hữu được chăng? Được chứ, tại sao không? Chuyện gì cũng có thể được. Chỉ mất thời gian thôi. Đây là hiệu ứng dây chuyền. Hiểu không? Dạ vâng, sư phụ. Khi thế giới chúng ta tốt đẹp, thì nhiều thế giới khác cũng tốt đẹp. Đó là ảnh hưởng dây chuyền. Khi quý vị tốt, những người chung quanh thấy quý vị tốt, họ được ảnh hưởng và họ cũng trở nên tốt. Như vậy đó. Dạ vâng, sư phụ. Cho nên trước tiên chúng ta chăm lo cho chính mình rồi thế giới sẽ tốt đẹp và vũ trụ cũng sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Cảm ơn sư phụ. Không có gì. Còn câu hỏi nào nữa không? Dạ, tạm thời có vậy thôi, sư phụ. Cảm ơn sư phụ. Được rồi. Chào sư phụ. Khỏe không? Dạ, con khỏe. Xin cảm ơn sư phụ. Thưa sư phụ, con có vài câu hỏi. Đầu năm nay, Ngài nói rằng đẳng cấp của Ngài đã lên rất cao. Và khi Ngài đi qua từng cảnh giới, Ngài sẽ hiện diện sẵn sàng hơn. Xin sư phụ giải thích thêm, hiện diện sẵn sàng hơn có nghĩa là gì? Có gì khác biệt giữa trạng thái này và trạng thái vô sở bất tại à?
Okay, như bây giờ hiện diện tại đây, thay vì ở trên thiên đàng, bà chỉ cầu thông qua tâm linh. Có nghĩa là tôi sẽ dễ dàng giúp đỡ khi lực lượng minh sư đã có sẵn ở một dạng nào đó, ở những cảnh giới khác nhau, giống như một vị vua đích thân có văn phòng riêng ở khắp nơi, thay vì chỉ hoạt động qua những người đại diện. Hiểu ý tôi không? Dạ vâng, sư phụ. Cho nên dù minh sư không tái sinh trở lại trên địa cầu hoặc trên bất cứ hành tinh nào khác, bằng xác phàm hay linh thể, thì minh sư vẫn thật sự hiện diện tại đó để giúp đỡ. Quý vị hiểu không? Dạ vâng, sư phụ. Giống như minh sư phải tái sinh trên một hành tinh vật chất để có thể giúp đỡ thế giới vật chất, nhưng ngài có thể không cần làm như thế nữa, hiểu không? Mà ngài vẫn có thể giúp đỡ, bởi vì ngài sẽ hiện diện ở đó, khắc sâu vào bầu từ trường của hành tinh. Và rồi giống như hiệu ứng của sợi dây, như ngài sẽ luôn từ đẳng cấp này đến đẳng cấp khác, lúc nào cũng có sự kết nối. Thay vì giống như vị thượng đế vô sở bất tại hay minh sư vô sở bất tại chỉ ngự ở một nơi rất cao bên trên cõi vật chất và chỉ có lực lượng để gia trì tổng quát, nhưng không có cá thể, hầu như không giống như có phàm thân, cũng khó giải thích. Tôi nghĩ ta đã nói điều này rất rõ ràng tại kỳ bế quan đó rồi. Có lẽ quý vị nên xem lại băng thu hình đó. Có thể quý vị sẽ hiểu rõ hơn. Dạ vâng, thưa sư phụ. Thưa sư phụ, chúng con ở đây hầu hết là nhờ hồng ân của Ngài cố gắng trở về cảnh giới thứ năm là nhà của chúng con. Chúng con hiểu rằng đẳng cấp thứ 9 là nhà của Ngài, nhưng chúng con biết rằng Ngài có thể đi lên cao hơn nữa, thật xa so với những gì chúng con có thể tưởng tượng, cao hơn đẳng cấp thứ 1.000 nữa. Thưa sư phụ, xin Ngài chia sẻ hiện nay Ngài đang ở đẳng cấp nào? Để tôi xem lại nhật ký. Cảm ơn sư phụ. Thật tuyệt. Nhưng tại sao quý vị muốn biết đẳng cấp của tôi để làm gì? Đó là thông tin hấp dẫn, thưa sư phụ. Chúng con rất muốn được biết. Ok, ở đây. Phải, đây là lần cuối. 4 và 5 có thể cao hơn nữa hay không? Đôi khi tôi không ghi xuống. Ok, đây rồi. Là tôi chỉ thỉnh thoảng ghi xuống thôi. Có khi tôi ghi xuống hàng ngày, có khi không, bởi vì còn rất nhiều thông tin khác quan trọng hơn. Cho nên tôi không ghi xuống kể từ ngày 18 tháng 12. Đây, tới ngày 18 tháng 12, đẳng cấp của tôi bên trên đẳng cấp thứ 5 là đẳng cấp thứ 8.131.134.133.233. Tuyệt quá. Phải, là vậy đó. Thưa, có phải Ngài là vị đầu tiên có thể đạt được đẳng cấp này trong khi vẫn còn ở trong thân thể vật chất? Phải, trong toàn thể lịch sử tâm linh. Tuyệt vời. Tôi chỉ may mắn có được nhiều ân phước. Tôi nghĩ vậy. Nhưng có điều là có lẽ bây giờ chúng ta cần đẳng cấp đó. Hiện tại chúng ta cần điều này cho địa cầu, cho thế giới. Dạ. Và trong khi thăng hoa vũ trụ, có phải Ngài vẫn đang trong quá trình trở về nhà của Ngài chăng? Ngài có thể chia sẻ với chúng con nhà của Ngài đẳng cấp nào không ạ? Tôi không có nhà nữa. Không cần nhà nữa. Bây giờ tôi có nhà ở khắp nơi. Hay quá. Như tôi vừa mới nói với quý vị, tôi hiện diện ở khắp nơi. Như vậy tốt hơn là cứ đến và đi, rất phiền phức. Dạ vâng, sư phụ. Làm giống như một chuỗi xa lộ, và chỉ cần đi veo veo, vùng vút. Bởi vì tiến trình đầu thai, như tôi đã nói với quý vị, có lẽ từ mấy năm trước trong kỳ bế quan ở Hung Gia Lợi, là việc phức tạp và mệt mỏi. Dạ vâng, sư phụ. Đúng vậy. Thưa sư phụ, có những gì xảy ra ở các đẳng cấp cao hơn, đẳng cấp thứ 9? Những đẳng cấp đó là để cho chúng sinh có cơ hội tiến bộ về tâm linh,
hay chỉ để thực hiện những chức năng của vũ trụ? Trên một số đẳng cấp nào đó, như là trên đẳng cấp thứ 10, thì không còn chúng sinh, không còn cá thể hoặc không còn cấp bậc của vị thánh lớn, vị thánh nhỏ hoặc bất cứ gì như vậy nữa. Chỉ là ánh sáng thuần khiết nhất, tình thương thuần khiết nhất, lực lượng thuần khiết nhất, tình thương vô hạn. Chỉ có vậy thôi. Tuyệt quá, không có ai đó, không có chúng sinh. Chỉ có ánh sáng thuần khiết, tình thương thuần khiết, lực lượng thuần khiết. Vì vậy, bất cứ minh sư nào lên đến những cảnh giới đó thì có thể hấp thụ lực lượng này để sử dụng nó một cách mạnh mẽ. Bằng không, không thể giúp được nếu chỉ ở đẳng cấp thứ 5 hay ngay cả thứ 9. Đối với một thế giới phiền toái như thế giới này, ngay cả đẳng cấp thứ 9 cũng chưa đủ. Hay quá, thật kỳ diệu ạ. That's amazing. Cảm ơn sư phụ. Phải, đúng vậy, thật kỳ diệu. Câu hỏi rất hay. Thưa sư phụ, con có vài câu hỏi nữa. Chúng ta đã đề cập đến việc này. Nhưng thưa sư phụ, chúng con biết từ kỳ thiện mới quan không gia lợi là Ngài sẽ trở về nhà của Ngài và chúng con sẽ không được gặp lại Ngài nữa trong năm cảnh giới nữa. Do đó, nếu bây giờ Ngài hiện diện sẵn sàng hơn, phải chăng điều này có nghĩa là chúng con có thể gặp Ngài trong năm thế giới sau khi rời địa cầu? Phải, phải, có nghĩa như vậy. What it means. Nhưng có điều là còn trên cả năm thế giới nữa, hiểu không? Dạ vâng, sư phụ, giống như một sợi dây nối kết. Như vậy tốt hơn. Cho nên mình sư có thể luôn đến và đi bất cứ khi nào mình sư muốn đến và muốn đi. Không cần phải tái sinh. Quý hiểu không? Dạ vâng, sư phụ. Thêm vào đó, thông thường, minh sư là vô sở bất tại. Nhưng nếu minh sư hiện diện thực sự như một cá nhân trong mỗi đẳng cấp tâm linh khác nhau, như vậy thì dễ làm việc hơn, dễ cho minh sư hơn, dễ cho các chúng sinh để thấy, cầu nguyện và học hỏi với Ngài hơn, hiểu không? Dạ vâng, sư phụ. Đồng thời, nếu một minh sư khác cần đầu thai vào địa cầu hoặc đầu thai vào bất cứ nơi đâu, thì chỉ cần dùng minh sư đó để giúp đỡ. Vị minh sư hiện tại này bản thân Ngài không cần phải đầu thai. Quý vị hiểu rõ điều này không? Dạ hiểu, thưa sư phụ. Dạ hiểu. Tốt. Câu hỏi kế của con là những chúng sinh Atula, khi họ dùng hết phước báo thì đẳng cấp của họ sẽ rớt xuống. Và chúng con biết rằng là đệ tử của Ngài, Ngài sẽ hướng dẫn chúng con tới khi đạt tới đẳng cấp thứ 5. Nhưng thưa sư phụ, khi ở thiên đàng, chúng con làm sao để chắc chắn mình không dạ dột tiêu sạch tất cả công đức rồi bị rớt xuống thiên đàng thấp hơn hoặc thậm chí trở lại cõi vật chất này? Lực lượng minh sư sẽ giúp quý vị nếu quý vị muốn. Cũng tiếp tục thiền định và học hỏi ở trên đó nữa. Minh sư sẽ không rời bỏ quý vị đâu. Ta nói về hiệu ứng của sợi dây rồi, thậm chí còn tốt hơn thế nữa. Như quý vị đang thấy tôi bây giờ vậy. Hay quá. Chúng ta sẽ tiếp tục liên lạc với nhau. Điều này khiến chúng con rất vững tâm, thưa sư phụ. Phải, tốt, tôi cũng mừng. Rất vững tâm, tôi cũng mừng. Tái sinh là điều rất mệt mỏi đối với tôi. Tôi không muốn những chuyện này nữa. Thưa sư phụ, ở thế giới vật chất này, chúng con thấy những người nhờ hồng ân được nâng lên đẳng cấp thứ 5, nhưng sau đó họ rớt xuống đẳng cấp thấp hơn. Vậy nếu một người lìa bỏ thế gian và lên đẳng cấp thứ 5 nhờ hồng ân, thì có khi nào linh hồn này rớt xuống đẳng cấp thấp hơn, hay là họ có thể lưu lại đẳng cấp thứ 5 dù bất kể gì đi nữa? Phải, nếu quý vị rời thế giới này rồi, thì địa vị sẽ vững vàng hơn. Quý vị, quý vị sẽ không còn bị lực lượng phủ định ảnh hưởng nữa. Ở đẳng cấp thứ 5 không có lực lượng phủ định nơi đó, thí dụ vậy. Dạ, con hiểu. Ngay cả đẳng cấp thứ 3 cũng vậy, thí dụ vậy. Cho nên quý vị giữ vững đẳng cấp tâm linh của mình và tiếp tục cải tiến hơn, thậm chí lên đến tầng cao hơn hay tầng cao nhất của thế giới thứ 5. Chỉ ở thế giới này hoặc ở thế giới Atula, thí dụ vậy,
chúng ta mới dễ bị khuynh hướng phủ định ảnh hưởng. Nhưng ở các cảnh giới cao hơn, chúng ta không bị, hiểu không? Dạ vâng, sư phụ. Đúng vậy. Thưa sư phụ, nếu không có ai cần giúp đỡ trên thiên đàng, làm sao chúng ta đạt được công đức ở thiên đàng và nâng cao đẳng cấp tâm thức của mình? À, quý vị vẫn tiến bộ bằng kiến thức mà Minh Sư dạy dỗ quý vị nơi đó, truyền đạt cho quý vị ở cảnh giới đó và các cảnh giới cao hơn nữa. Khi quý vị tiến xa hơn, Minh Sư sẽ không rời xa quý vị. Thật an tâm, thưa sư phụ, thật an tâm. Phải, không có vấn đề gì đâu. Nói lời phải giữ lấy lời mà. Thưa sư phụ, có bí ẩn gì khác của vũ trụ mà sư phụ muốn chia sẻ nữa không ạ? Nhiều, rất nhiều, rất nhiều. Chúng con rất muốn nghe. Nhưng không lợi ích gì cho quý vị ở đây. Cho nên ta không biết tại sao quý vị lại cần biết ở thế giới vật chất này. Không lợi ích gì nhiều cho quý vị. Những điều tôi biết thì quá nhiều, không thể kể hết cho quý vị nghe. Dạ, con hiểu, nhưng tôi không biết quý vị không thể sử dụng những điều này. Nhưng có lẽ một vài ví dụ, ý con nói là chúng con có thể chúng con không hiểu chút nào lời giải thích của Ngài, nhưng chúng con vẫn thích nghe, bởi vì thật hấp dẫn đối với chúng con ạ. Được, được rồi, tôi nói cho quý vị một ví dụ nhé. Xin cảm ơn sư phụ rất nhiều. Ngài từ bi vô cùng, thật từ bi, thật từ bi ạ. Đến giờ tôi chỉ kể cho quý vị những gì có thể dùng được. Nhưng có nhiều điều tôi không thể kể quý vị nghe được. Chẳng hạn có cái gọi là đường kết nối thiêng liêng. Divine connection line. Cái này còn hơn gấp ngàn triệu tỷ 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 lần, mạnh hơn cổng thiên đàng, đường thiên đàng, tuyến gia trì tâm linh và cổng gia trì tâm linh. Quý vị hiểu điều này không? Thật tuyệt, thưa sư phụ. Nhưng đường kết nối thiêng liêng có nhiều cấp bậc. Ví dụ, đường kết nối thiêng liêng từ đẳng cấp thứ 3, đẳng cấp thứ 4, đẳng cấp thứ 5. Cho nên, tùy đường kết nối ở đẳng cấp tâm linh nào, thì lực lượng sẽ tùy theo đó. Cho nên, nếu quý vị tìm được đường kết nối thiêng liêng này và ngồi bên trong đó, ngay ở giữa, nhưng đường này rất hẹp, rất hẹp. Thí dụ chỉ bằng chữ này thôi, hiểu không? Ôi chào, nhỏ thật, rất nhỏ, khoảng 2 hay 3 lòng bàn tay ráp lại thành hình vuông. Không hẳn là hình vuông, nhưng đại khái tròn như vậy. Và đường đó được gọi là đường kết nối thiêng liêng. Thế giới chúng ta kết nối với tất cả thế giới thiên đàng bằng đường kết nối tâm linh này. Ngay cả khi cổng thiên đàng không hiện hữu, tiếng tâm linh bị đứt, đường kết nối vậy vẫn không bị đứt, cho đến khi toàn thể địa cầu bị hư hoại, hiểu không? Dạ hiểu sư phụ. Và nếu vị tình cờ tìm được đường kết nối thiêng liêng này và ngồi trong đó, thì quý vị sẽ kiếm được rất nhanh, gấp hàng ngàn tỷ 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 lần điểm công đức tâm linh. Tuyệt quá! Quý vị hấp thụ lực lượng này, nhưng quý vị sẽ không tìm ra được đường này nếu đẳng cấp của quý vị chỉ thuộc năm cảnh giới. Và tôi không thể chỉ rõ cho quý vị, dù tôi muốn vậy. Bởi vì tôi phải có mặt tại đó để xác định vị trí cho quý vị. Thí dụ vậy. Dạ vâng, sư phụ. Vì đường này rất hẹp và cần phải chính xác. Bởi vì nếu quý vị ngồi cách đường đó 1 mm chẳng hạn, chỉ cách 1 mm thôi cũng chẳng lợi ích gì. Rồi hơn nữa, nếu quý vị không được phép biết đến do đẳng cấp của mình, thì quý vị sẽ không bao giờ cảm nhận được hoặc tìm thấy hoặc không được lợi ích dù quý vị ngồi ngay trên đường này. Thiên đàng tràn đầy những bí ẩn kỳ diệu. Thậm chí tôi phải đi qua đường nối kết đẳng cấp này đến đẳng cấp khác mà không biết kế tiếp là gì. Đôi khi tôi phải săn đuổi. Tôi phải săn đuổi, săn lùng, tìm kiếm đường kết nối thiêng liêng. Hiện giờ đã ổn định hơn rồi. Tôi có thể tìm được nó mà không cần đi đến đó bằng nhục thể. Linh hồn và thân thể cũng phải có khả năng chịu đựng được lực lượng vô cùng mãnh liệt của thế giới cao hơn trong cảnh giới vật chất này, và phải có khả năng hấp thụ lực lượng của cảnh giới này, của cảnh giới ngày càng cao hơn.
bằng không quý vị sẽ bị tan rã hoặc bị cháy rồi. Cho nên khi quý vị trở nên quen dần với năng lượng cao hơn, thì sẽ được tiết lộ về đường kết nối thiêng liêng kế tiếp và lực lượng của đường này, nhưng trước đó thì không. Ngay cả đối với tôi cũng vậy. Thí dụ, hiện tại tôi ngồi trong đường kết nối thiêng liêng, kết nối tôi với thế giới tâm linh thứ 1 tỷ, chẳng hạn vậy. Thì đó là điều duy nhất mà tôi biết. Đó là địa điểm duy nhất mà tôi biết, nên biết và được cho biết. Nếu tôi hỏi đường kế tiếp, thì sẽ không có câu trả lời, không thể được, hiểu không? Chỉ khi nào tôi sẵn sàng, thí dụ như tốt nghiệp từ đường kết nối thiêng liêng này, hấp thụ đủ năng lượng và phải chuẩn bị linh hồn, thân thể, tâm trí để đủ sức tiếp tục hấp thụ đường kế tiếp, thì tôi mới được tiết lộ đường kế tiếp. Dạ, hiểu thưa sư phụ. Dù khoảng cách chỉ bằng một sợi tóc từ đường kết nối này đến đường kế tiếp, thì tôi cũng không thể có được nó. Là như vậy đó. Có nhiều thứ khác tương tự như thế, nhưng dù tôi cho quý vị biết, quý vị cũng không thể sử dụng được. Cho nên tại sao quý vị để đầu óc mình chứa quá nhiều thông tin như vậy để làm gì? Nhưng chúng con thấy rất hấp dẫn thưa sư phụ. Thật tuyệt vời, thật phấn khởi khi được nghe. Phải, quý vị nghĩ thế nào? Làm sao mà tôi thương lượng được với thiên đàng? Hay với luật nhân quả? Nếu tôi không có đủ lực lượng, nhiều vị minh sư đến và đi từ đẳng cấp thứ năm, các ngài không thể làm được gì nhiều. Dạ hiểu sư phụ, các ngài chỉ có thể giúp một nhóm đệ tử của mình, nhưng thăng hoa toàn thế giới và cứu toàn thể địa cầu lại là chuyện khác. Cả vũ trụ đều được kết nối bởi những đường kết nối thiêng liêng này, từ cõi trần gian thấp kém cho đến những thiên đàng cao nhất. Đây là một mạng lưới kỳ diệu. Một mạng lưới có mô hình phức tạp không thể tưởng tượng được. Thật tuyệt khi được biết về mạng lưới này. Tôi rất vui mừng. Thưa sư phụ, chúng con rất cảm động. Cảm ơn Ngài đã kể cho chúng con về những đường kết nối thiêng liêng. À, không có chi. Quý vị thấy đó, rất nhiều bí ẩn của vũ trụ được bảo vệ kỹ lưỡng, và đôi khi dù biết cũng không được phép công bố cho thế giới, hiểu không? Vậy chỉ nói điều này thôi nha. Dạ vâng, sư phụ. Tôi gọi đây là DCL, nghĩa là đường kết nối thiêng liêng. Dù tôi có tiết lộ cho quý vị, dù tôi chỉ rõ cho quý vị biết ở đâu, quý vị cũng không thể dùng được. Quý vị hiểu không? Dạ hiểu sư phụ. Những nơi này được bảo vệ vô cùng kỹ lưỡng, canh gác hết sức cẩn thận, thậm chí mà vị thánh đẳng cấp thứ năm cũng không thể tìm ra hoặc sử dụng được. Cho nên đây là điều rất rất điều không mấy hữu ích cho quý vị. Thưa sư phụ, chúng con xin phép hỏi, hiện tại chỉ có một hay có nhiều đường kết nối thiêng liêng trên địa cầu? Rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều. Giá hiểu. Trước giờ luôn luôn như vậy và sẽ luôn luôn như vậy. Vấn đề là nếu quý vị không biết, và nếu không được phép sử dụng, thì đường này chỉ hiện hữu để kết nối như một mạng lưới, nhưng không phải để cho quý vị có thể sử dụng. Là vậy đó. Dạ hiểu sư phụ. Dạ hiểu. Thưa sư phụ, chúng con xin mạn phép hỏi có bí ẩn nào khác của vũ trụ mà Ngài muốn chia sẻ với chúng con ngày hôm nay không? Hiện giờ thì không. Dạ vâng. Cảm ơn Ngài rất nhiều, vô cùng biết ơn Ngài đã thảo luận về đường kết nối thiêng liêng, thưa sư phụ. Không có chi. Tôi cũng rất vui mừng vì đã khám phá ra được đường đó. Tôi đã mừng vô cùng, hân hoan lắm. Mà chao ôi, tôi phải rất tinh tấn, nỗ lực rất nhiều, tập trung thật nhiều, thật chuyên tâm vào thiền định. Rồi cuối cùng mới khám phá ra được. Không phải tôi tìm thấy ngay lập tức, không, không đâu. Chỉ gần đây thôi, phải, không phải mới đây. Nhưng từ khi, có lẽ là khoảng 3 tháng trước, khoảng đó,
Hay quá, nhưng cũng sao rất nhiều khổ cực nữa. Nhưng lúc đầu, khi tôi phải hấp thụ loại lực lượng kết nối thiêng liêng này, thân thể tôi cũng rất khó chịu. Bây giờ tôi đã quen rồi, không cần biết là cao đến đâu cũng không sao. Cảm thấy như không có gì. Ban đầu thì thật khó khăn, thật mệt mỏi và cũng thật đau đớn nữa. Gây ra rất nhiều xáo trộn cho thân thể vật chất rồi đủ mọi chuyện xảy ra. Xáo trộn và đủ thứ chuyện. Không hay xảy ra nữa. Bởi vì lực lượng phủ định cũng cảm thấy khó chịu và tìm cách hại tôi. Chúng con vô cùng biết ơn Ngài về điều này. Không sao, tôi cũng mừng. Dù bằng bất cứ giá nào, điều này luôn luôn xứng đáng hơn. Tin tôi đi. Nếu quý vị là tôi, quý vị cũng sẽ vui mừng. Phải, nếu quý vị biết, cũng thật là vui. Không hẳn là quá vui, nhưng vô cùng kỳ diệu. Đôi khi cả đêm tôi không ngủ được. Tôi không ngủ, tôi phải săn lùng hết đường này đến đường khác. Cả đêm. Dạ, sư phụ. Khi tôi biết đường kế có lực lượng cao hơn là tôi chạy liền. Không cần biết bao lâu bao xa tôi cũng chạy đến đó. Và rồi chạy trở về rồi lại chạy đến nơi khác, chạy tới chạy lui cả đêm cả ngày. Đôi khi như vậy. Nếu sống cạnh tôi, quý vị sẽ nghĩ, vị minh sư này điên rồi, không biết ngài đang làm gì nữa. Tôi chạy tới, chạy lui, chạy tới, chạy lui, chạy lên, chạy xuống, và mọi nơi khác nhau tôi có thể đi. Nhưng bây giờ ổn định hơn, bây giờ tôi hiểu rồi. Bây giờ tôi đã nắm vững, tôi không cần chạy bằng nhục thể nữa. Có thể trong tương lai sẽ thay đổi, nhưng hiện tại thì không tệ lắm. Tôi có thể đi đến bằng linh thể, hiểu không? Hay quá. Tuy nhiên, đi bằng nhục thể vẫn tốt hơn. Còn câu hỏi nào nữa không? Dạ, kính chào sư phụ. Cảm ơn Ngài đã chia sẻ với chúng con. Thật ra con chỉ có một câu hỏi về nhạc kịch chân tình. Thưa sư phụ, có lần Ngài nói với chúng con rằng nếu Ngài lập gia đình, Ngài có thể giúp thêm rất nhiều người. Bởi vì có nhiều mối liên hệ hơn thế thôi. Nhiều mối liên hệ hơn ạ. Dạ. Thật sự đối với bản thân con trước đây, con cũng biết về chuyện tình của sư phụ. Ngài sang Tây Phương như thế nào, lập gia đình với một bác sĩ Đức và rồi đi tầm đạo ra sao. Nhưng con chưa bao giờ thật sự cảm nhận được. Nhưng thật sự, sau khi xem nhạc kịch chân tình, nói về tình yêu và cuộc đời của sư phụ, thì con rất cảm động khi thấy sư phụ đã yêu thương chồng mình như thế nào. Và với tất cả những màn kịch, vai diễn, bài hát và ca từ phẩm, từ thơ của sư phụ, thì con có thể thật sự cảm nhận được và thấy đó đúng là một câu chuyện thần tiên có thật. Và con hết sức ngạc nhiên. Khi thấy quyết tâm mạnh mẽ của sư phụ để ra đi vì mục đích cao thượng hơn, dù ngài và phu quân vô cùng yêu thương nhau. Cho nên con thắc mắc, thưa sư phụ, câu chuyện tình của ngài trong nhạc kịch chân tình có phải như là để thay thế cho việc chính bản thân sư phụ lập gia đình hầu giúp đỡ nhân loại? Chuyện đó đã lâu lắm rồi và lúc đó thôi. Hiện tại tôi không cần làm vậy nữa. Không dễ dàng như vậy đâu. Tôi đã khóc rất nhiều. Tôi khóc rất nhiều khi rời xa chồng tôi. Lần cuối cùng cũng vậy, chúng tôi gặp trước khi tôi đi. Tôi khóc rất nhiều, rất nhiều. Tôi không khóc cho bản thân mình, mà cảm thấy tội nghiệp cho ông. Tôi cảm thương ông vô cùng. Tôi khóc rất nhiều, nhiều lắm. Không dễ đâu. Tôi tự hỏi sao tôi đã làm được như vậy. Tôi nghĩ thiên đàng cũng gia trì cho tôi để làm được chuyện này, hoặc có thể tôi phải làm vậy vì định mệnh của mình. Bây giờ tôi không cần phải làm vậy nữa. À phải, để trả lời câu hỏi của cô, nhạc kịch này cũng giúp đỡ phần nào vì nó khiến trái tim con người mềm lại. Giống như quý vị vậy, hiểu không? Họ cảm thấy đây là điều chân thật, cho nên họ sẽ dễ dàng tiếp nhận sự giá trị tâm linh hơn và hoặc dễ cầu thông hơn về tâm linh. Có giúp ích, bất cứ gì cũng giúp ích. Dạ vâng, sư phụ. Xin cảm ơn sư phụ. Không có gì cần. Kính chào sư phụ. Chào anh. Con xin kể câu chuyện về nhạc kịch Mến yêu dòng lệ âm thầm. Kể tôi nghe.
Chúng con xin cảm tạ sư phụ đã sáng tác kỳ tập dòng lem thầm, gửi cảm hứng cho nhạc sĩ Ankasa sáng tác nhạc kịch mến yêu dòng lem thầm. Nhiều nghệ sĩ, thành viên nhóm sáng tạo và nhạc sĩ đã chia sẻ với chúng con là họ rất thích những vần thơ của sư phụ trong dòng lem thầm. Các ngôi sao không chỉ đến từ các nền văn hóa đa dạng mà còn từ khắp các tầng lớp, xã hội và tôn giáo khác nhau nữa. Ví dụ, ngôi sao Hàn Quốc Jo là tín đồ Thiên Chúa giáo sùng đạo và Leo Colette theo Do Thái giáo, và các nghệ sĩ đều đồng cảm với thơ của sư phụ. Chẳng hạn, ngôi sao nhạc pop Hàn Quốc Jin Cho cho biết, tôi rất thích thơ, được đọc, được nghe và được trình diễn thơ của ngài qua âm nhạc thì quả là phi thường. Tôi cảm thấy mình cũng học hỏi được rất nhiều từ những bài thơ đó. Khán giả tối hôm đó cũng rất xúc động bởi những bài thơ. Chẳng hạn, một phụ nữ thật ra là người đại diện cho thông tấn xã BBC ở Anh Quốc cho biết, có đôi lần tôi nghẹn ngào xúc động, tôi rơm rớm nước mắt. Nhạc kịch rất sâu sắc, rất có ý nghĩa và tôi nghĩ tất cả chúng ta đều được lợi ích từ đó. Chúng con cũng làm việc với những nhà soạn nhạc ngoại quốc nhờ họ chuyển các nhạc phẩm bằng tiếng Anh sang 14 ngôn ngữ để trình diễn trên sân khấu. Nhạc sĩ Ryan Hunter, người được trao giải soạn lại bài hát Tình Vô Giá tiếng Ái Nhĩ Lan. Sau khi chuyển bản nhạc sang tiếng Gaelic, ông hát cho chúng con nghe trong niềm xúc động và ông đã viết thông điệp này. Đây là bản nhạc thật hay bằng tiếng Gaelic. Nếu có thêm vài tháng nữa, tôi sẽ tiếp tục làm việc về cách diễn xuất để trình diễn bản nhạc này. Người ta sẽ cảm nhận được sự yêu thương và êm dịu vào những lúc họ nhận thức được sự hiện diện an bình của Thượng Đế nhiều hơn các điều khác. Đây cũng là lời nhắc nhở ân cần dành cho những người có lối sống vội vã, rằng Thượng Đế luôn luôn hiện hữu để trấn tĩnh và xoa dịu họ, ít nhất là khi họ lắng nghe bản nhạc này. Chà, thưa sư phụ, chúng con xin được biết điều gì đã gợi cho ngài cảm hứng sáng tác thi tập dòng lem thầm. Chỉ là đồng cảm với sự phấn đấu của con người cho điều không thể đạt được. Tất cả chúng ta đều trải qua như vậy, dù là thánh nhân, tội nhân hay phàm phu đều giống nhau cả. Nếu muốn tìm chân ngã, thì phải phấn đấu như vậy. Tôi cảm nhận được mọi cảm giác của con người. Tôi đồng cảm với họ. Đó là lý do tôi sáng tác tập thơ đó. Thơ đến từ bên trong, đến từ sự đồng nhất của tôi với mọi phấn đấu và đau khổ của con người. Ngay cả người không tu hành, họ cũng có những lúc tuyệt vọng và cần hướng nội để cầu nguyện một lực lượng nào đó mà họ cũng không biết, cầu nguyện vì Thượng Đế mà có lẽ họ cũng không tin. Luôn luôn có sự tranh đấu trong tâm hồn con người. Thế nên tập thơ dòng lệ âm thầm của tôi chỉ là phản ánh điều này, hiểu không? Dạ vâng, sư phụ, cảm ơn Ngài. Không có chi. Xin cho chúng con biết, Ngài đã viết những vần thơ diễm tuyệt này khi nào? Có phải Ngài sáng tác khi ở Ấn Độ không? Không, không phải. Ở Đài Loan Formosa. Chắc có lẽ đã 30 năm rồi, khoảng đó. Vào thập niên 80. Lúc đó tôi vừa mới bắt đầu sứ mạng nhỏ bé của mình. Chỉ mới bắt đầu ở Đài Loan Formosa. Khi đó chúng tôi không có nhiều tiền. Tôi trồng như là giá để bán kiếm chút tiền. Và vào lúc đó, các đệ tử có vài người xuất gia cũng đi theo tôi như vậy. Chúng tôi không có chỗ ở. Rồi bỗng nhiên, có một căn nhà cho thuê. Chúng tôi gọi là nhà rắn bởi vì căn nhà này có đầy rắn. Từ trong ra ngoài, đôi khi chúng tôi ngủ rồi tỉnh dậy. Ôi, có con rắn bên cạnh kìa, cẩn thận, đừng trả mình. Đôi khi họ dùng chổi đi quét rắn ra. Ta nói với họ, đừng dùng chổi, phải dùng khăn mềm hay gì đó tương tự. Vì nếu dùng chổi, có thể làm đau mắt rắn. Và họ nghĩ rằng tôi rất từ bi, bởi vì họ nói, sư phụ, nếu người ta không giết rắn, là đã từ bi lắm rồi. Sao còn phải lo cho mắt của rắn? Ta nói không được, nếu mình là rắn, thì sẽ lo lắm. Hãy tưởng tượng mình là rắn xem. Thế nên đừng dùng chổi, dùng thứ gì mềm mại thôi.
Và rắn không bao giờ cắn chúng tôi gì cả. Rắn cũng cùng màu với sàn nhà. Sàn nhà lót gạch kiểu trắng đen, biết không? Dạ vâng, sư phụ. Hình gần sống và những chú rắn cũng trông giống y như vậy. Tới nền đôi khi cũng không biết đó là sàn nhà hay là rắn nữa. Đôi khi họ đến hát cho tôi nghe hoặc nói cảm ơn đủ thứ. Rắn họ rất dễ thương nhưng cũng có thể rất nguy hiểm. Tôi không biết đây là loại rắn màu trắng đen mà tôi chưa bao giờ thấy ở đâu khác. Thì ngôi nhà rắn là như thế. Chúng tôi không bận rộn gì nhiều, ngoài trừ ngày Chủ nhật. Một số đệ tử đến cầm tu và tôi nói chuyện chút đỉnh. Rồi tôi trồng giá, làm mấy việc theo đan để bán. Còn những người xuất gia thì trồng khoai lang hay gì đó. Rồi chúng tôi cũng sống qua ngày. Có một cái hộp nhỏ, chúng tôi bỏ tất cả tiền vào đó, ai cần thì lấy dùng. Nhưng không ai cần gì nhiều. Vì vậy tôi có thêm chút thời giờ rảnh. Nên tôi cầu thông với cả nhân loại. Và rồi những vần thơ đã hình thành, trở thành tập thơ. Tôi không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó lại có một số nhà soạn nhạc và các nghệ sĩ tài danh nhất đưa tập thơ này lên sân khấu lớn của thế giới như Hoa Kỳ, như là Đại Hí Viện Shrine. Cả hàng triệu năm, tôi cũng không dám mơ tưởng đến điều này. Nếu không, có lẽ tôi đã viết hoa mỹ hơn, hay hơn, tao nhã hơn hay gì đó rồi. Tôi chỉ viết theo cảm xúc của mình. Ý thơ đến rất nhanh và viết thành như vậy. Đôi khi viết không hay lắm, nên phải bỏ đi, rồi viết lại, nhưng chỉ thế thôi. Không sửa nhiều mấy. Tôi viết chữ không đẹp bởi vì không có nhiều tiền, nên chỉ có một cây bút, giống như học sinh não lạc Việt Nam thường dùng. Dạ vâng, sư phụ, cây viết bằng sắt gì đó, cây bằng cái gì đó. Cây viết thường đó mà, biết gọi là gì không? Cây viết nhọn đầu và phải chấm vào mực. Chúng tôi dùng loại bút đó khoảng 50-60 năm trước. Thay vì dùng bút bi như bây giờ, chúng tôi thường dùng loại bút đó chấm vào mực. Tôi cũng vô tình có loại bút đó chấm mực và viết từng bài thơ. Cây viết còn mới quá nên ngồi rất cứng. Đó là lý do mà quý vị thấy chữ viết của tôi không đẹp chút nào. Không giống loại thư pháp nào cả. Tôi chỉ làm thơ cho riêng mình, viết cho mình đọc như nhật ký vậy. Rồi một hôm các đệ tử đọc được, họ muốn những bài thơ này, rồi họ khám phá ra tập thơ và muốn in một số bài. Họ làm bản sao y như tôi đã viết, rồi in ra như cách tôi viết, sao lại, hiểu không? Dạ vâng, sư phụ. Giống như chữ tôi viết, cho nên nếu nhìn những bản sao cũ thì sẽ thấy như chữ viết của trẻ em. Bởi vì loại viết đó càng dùng nhiều, càng trở nên mềm mại và chữ viết càng đẹp hơn. Nhưng cái viết mới thường rất cứng. Dù sao tôi cũng không bận tâm, bởi vì tôi không bao giờ nghĩ viết cho ai đọc cả. Viết cho riêng tôi thôi. Rồi sau đó họ làm bản sao y như tôi đã viết, dùng máy sao lại, rồi in ra thành sách và phát cho các đệ tử. Rồi sau này, chúng tôi in bằng máy in và chữ đánh máy, không phải chữ viết tay nữa. Cho nên những bản cũ là bản viết tay thật sự, còn ấn bản mới là được in. Đó là địa điểm và nhân duyên tôi viết tập tại đó. Vâng, thưa sư phụ, vừa ý chưa? Dạ, chắc chắn rồi. Trong thi tập này, mỗi vần thơ đều rất mỹ miều và thật sự làm xúc động lòng người. Trời ơi, thật sự rất sâu sắc và đầy ý nghĩa. Xin cảm ơn sư phụ. Tôi cũng mừng vì tôi không bao giờ nghĩ như vậy. Thậm chí không bao giờ nghĩ có ai thích những bài thơ này. Thơ của tôi, tất cả những bài đã được phổ nhạc và gọi là nổi tiếng được chút hiện nay, thì tôi không bao giờ nghĩ có ai. Tôi không bao giờ nghĩ sẽ có người nhìn đến hay đọc các bài thơ đó. Thật sự là vậy. Và bây giờ, thậm chí lúc này, tôi vẫn nghĩ, họ thật sự phổ thơ đó thành nhạc à? Trời ơi! Dạ, tất cả mọi người đều rất thích, thưa sư phụ. Tất cả đều thích lắm. Các nhà soạn nhạc, ca sĩ, khán giả, mọi người đều rất thích. Tôi vẫn không tin được. Tôi rất đổi ngạc nhiên. Tôi rất ngạc nhiên. Vẫn còn ngạc nhiên. Nhưng rất vui. Cảm thấy vui về điều này, nhưng vẫn nghĩ,
Người ta thích à? Thật sao? Thích lắm sư phụ. Tôi vẫn không hiểu tại sao. Thế sư phụ, xin Ngài giải thích ý nghĩa của câu Mến yêu dòng lệ âm thầm mà nhóm sáng tạo đã chọn làm tiêu đề cho nhạc kịch. Khi làm thơ, tôi không nghĩ gì về việc này, không nghĩ gì cả. Tôi chỉ viết theo cảm xúc của mình. Chỉ cảm thấy như vậy, giống như khi khóc, thì mình cảm thấy nhẹ nhõm. Khóc để giải tỏa cảm xúc khát khao, cảm xúc nghẹn ngào vì nỗi thất vọng, không biết được Thượng Đế. Vì Thượng Đế quá khó để tìm, Thượng Đế quá khó để cảm thấy câu thông, cho nên khi khóc ít ra mình cảm thấy nhẹ nhõm, không còn gánh nặng nữa. Phải không? Dạ vâng sư phụ. Cho nên người tu hành cũng cảm thấy đôi chút an ủi trong khi họ phấn đấu cho điều không thể đạt được. Ý tôi là hầu như không thể đạt được, như là đẳng cấp khai ngộ cao hơn. Đó là lý do tôi nói mến yêu đồng lệ âm thầm. Bởi vì khi đó mình hết sức muốn cầu thông với Thượng Đế, muốn gặp gỡ sư phụ bên trong, muốn thấy chân ngã của mình, thì dù có ai tặng kim cương, mình cũng không màng, chỉ muốn ngồi đó, nghĩ về sư phụ bên trong và khóc, nghĩ đến Thầy, thương Thầy, nhớ Thầy, thay vì nhìn vào những viên đá vô giá trị này mà người ta gọi là kim cương, hiểu không? Dạ vâng sư phụ, như vậy đó, đó là cảm giác của tôi vào lúc đó. Cảm ơn sư phụ rất nhiều, cảm ơn Ngài. Không có chi. Câu hỏi hay. Tất cả câu hỏi của quý vị đều rất hay. Thật thú vị. Còn nữa không? Dạ con, sư phụ. Con xin kể một câu chuyện nữa. Hai ngôi sao trong nhạc kịch Mến yêu dòng lệ âm thầm một hôm được đài phát thanh Global Voice Radio phỏng vấn trong chương trình Trên làn sóng với Tony Sweet. Một trong hai người dẫn chương trình thật sự là nhà ngoại cảm. Dạ vâng, mọi việc rất trôi chảy. Giữa buổi phỏng vấn, nhà ngoại cảm dẫn chương trình nói với hai thành viên trong vở nhạc kịch khi mình được sinh ra để làm việc gì đó, và cả hai quý vị đều đang làm như vậy, thì trên địa cầu, quý vị sẽ gặp gỡ những người cùng chí hướng, có những ước mơ, mục đích và nguyện vọng cao hơn người bình thường. Dám mơ ước tới, quý vị sẽ tìm thấy nhau trên địa cầu, và sẽ tìm thấy nhau ở một nơi như là thành phố của thiên nhân Los Angeles. Quý vị sẽ làm biến đổi và thay đổi tần số cho địa cầu, rồi sẽ đưa địa cầu lên cao hơn nữa. Và đây là sứ mệnh quý vị đã chọn. Đó là những lời ông ấy nói. Thế sư phụ, có phải đúng như lời người dẫn chương trình nói là những nghệ sĩ đã đến đây với sứ mệnh thăng hoa địa cầu? Phải, nhưng đừng nói cho họ biết, họ không biết về điều này đâu. Dạ vâng sư phụ, phải, họ giúp đỡ qua tài năng diễn xuất của họ để qua cảm xúc đưa con người đến một đẳng cấp tâm thức cao hơn, biết không? Và rồi một số sẽ lưu lại đó, ở đẳng cấp tâm thức cao hơn này, hoặc lên cao hơn nữa. Ít ra một số sẽ suy ngẫm về tất cả mọi ý nghĩa, những ý nghĩa thật sự của đời sống. Từ đó họ trở nên câu thông hơn, hướng nội hơn vào tình thương chân thật của thiên đàng. Và bên trong chính họ có giúp ích chứ, phải không? Dạ vâng, sư phụ. Nhưng họ không nghĩ họ làm để giúp đâu. Họ chỉ làm vậy thôi. Đó là công việc của họ, họ chỉ làm thôi. Nhưng một ngày nào đó, có thể thiên đàng sẽ cho họ biết họ đã làm gì và giúp bằng cách nào trong kế hoạch lớn lao này để thăng hoa thế giới và địa cầu. Có lẽ vậy. Nếu tâm họ trở nên thuần khiết hơn, thuần chay hơn, tập trung nhiều hơn vào lối sống tâm linh, thì có lẽ một ngày nào đó họ cũng sẽ biết. Ngay bây giờ họ có thể không biết. Tuy nhiên họ cũng đã làm rồi. Yes, master. Dạ vâng, sư phụ. Cảm ơn sư phụ. Không có chị. Chúng con cũng thật sự vui mừng và cảm động khi biết rằng không những chỉ có thiên thần mà còn có các vị thần và nữ thần đã giúp cho nhạc kịch Mến yêu dòng lệ âm thầm vừa qua. Thế sư phụ, chúng con xin hỏi, có bao nhiêu vị thần và nữ thần đã đến giúp chúng con? Rất nhiều. 2.700 vị. Trời ơi. Tuyệt quá. Thưa sư phụ, tại sao các vị thần và nữ thần mà không phải thiên thần?
Cái thiên thần cũng ra đến nhưng không đủ, bởi vì có những việc thiên thần làm được, có những việc họ không làm được. Các vị thần và nữ thần có lực lượng mạnh hơn, có nhiều lực lượng điều khiển hơn. Họ có thể thay đổi hình dạng vật thể để đạt được mục đích quý vị cầu nguyện. Thì chỉ có các vị thần và nữ thần mới có thể làm tốt hơn. Thiên thần có thể làm một số việc, và một số việc khác thì chỉ có các vị thần và nữ thần mới làm được. Chúng ta phải cảm tạ các vị thần và nữ thần, nhưng cũng nên biết ơn các thiên thần vì sự bảo vệ và giúp đỡ tối đa của họ. Wow, yes, Master. Dạ vâng, sư phụ. Họ làm những công việc khác nhau. Chúng con biết chắc đã có các vị thần, nữ thần và thiên thần hiện diện vì đây là buổi tổ chức quá lớn đối với chúng con. Tuy nhiên, tất cả mọi việc đều suôn sẻ. Cảm ơn các vị thần. Cảm ơn các vị thần và nữ thần. Cảm ơn các thiên thần đã hiện diện và giúp đỡ. Dạ vâng, chúng con cảm ơn các vị thiên thần thì chúng con biết rồi. Nhưng chúng con xin được biết thêm về các vị thần và nữ thần. Thưa sư phụ, xin Ngài cho biết chẳng hạn như họ đẳng cấp nào. Họ có nhiều đẳng cấp khác nhau. Họ từ các cảnh giới Atula, cảnh giới thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Họ có đẳng cấp tâm linh cao hơn các thiên thần. Có nhiều lực lượng điều khiển hơn, hiểu không? Họ có nhiều lực lượng bảo vệ hơn, nhiều lực lượng sáng tạo hơn. Dạ hiểu, hay quá. Thưa sư phụ, bao nhiêu thiên thần đã đến giúp chúng con trong nhạc kịch này? Thiên thần thì rất rất nhiều. Tại sao quý vị muốn biết những con số này? Chỉ là hiếu kỳ thưa sư phụ, khoảng 3.000. Tuyệt quá, cảm ơn sư phụ. Chỉ quý vị nghĩ sao? Luôn muốn làm việc này, việc nọ, rồi không có đủ lực lượng, cũng không có đủ nhân lực. Mà lại luôn muốn làm các việc vĩ đại. Nhưng vậy cũng tốt, phải có ước mơ chứ, phải không? Người Hoa Kỳ thường nói, bạn phải có ước mơ. Nếu không có ước mơ, làm sao bạn có ước mơ thành sự thật? Phải không? Dạ vâng, sư phụ. Hướng đến mục tiêu cao cũng tốt, còn không, tôi cũng chẳng yêu cầu quý vị làm bất cứ gì. Bởi vì tôi chỉ dạy quý vị thiện. Và đó là điều tôi cầu quý vị làm. Nếu quý vị cảm thấy như có cảm hứng làm điều gì khác, và nếu thiên đàng đồng ý thì tôi cũng đồng ý. Dạ vâng, sư phụ. Cảm ơn sư phụ rất nhiều. Không có chị. Còn chúng con cũng thắc mắc rằng những vị thần và nữ thần để giúp đỡ trong vô hình hay là họ cũng biến thành những chúng sinh hữu hình nào? Cả hai. Một số vô hình, một số hiện thành thân thể vật chất. Hay quá. Nhưng quý vị không biết đâu. Họ làm rất tài tình, trông cũng giống như quý vị, và không ai nhận ra hết. Một số nhà ngoại cảm, người tu hành đã đẳng cấp cao thì có thể đang nhận ra rất nhiều, nhưng phần lớn người ta đều tập trung vào nhạc kịch và say mê với diễn xuất của những nghệ sĩ tài ba. Họ cũng không để ý dù các thiên thần hay các vị nữ thần và thần ngồi ngay bên cạnh họ. Hay quá. Phải, nhiều lúc tôi cũng bị gạt. Nếu không để ý, nếu không chú ý, thì đôi khi tôi cũng không biết. Có lần tôi ở đâu đó, bên ngoài một siêu thị, và tìm cách đi vào trong. Muốn đi vào để mua đồ cho mấy bạn chó. Bỗng nhiên có một người trông giống như người vô gia cư, bị móm. Ăn mặc như kẻ khất thực, đến cạnh tôi xin 50 xu để ra máy điện thoại công cộng gọi điện. Nên tôi cho ông ta 50 xu. Ông ta cười tè tuét rồi bỏ đi, nhưng không đến mấy chỗ máy điện thoại. Sau đó nhìn lại tôi mới nghĩ, ông ta chỉ muốn đến gần nói chuyện với mình thôi. Ông ta là vị thần ở cảnh giới thứ ba. Cha, ông ta không cần điện thoại gì cả. 50 xu, tôi chợt nhận ra là 50 xu không thể gọi điện thoại được. Dạ vâng, sư phụ, hay quá. Đó là một lần. Còn những lần khác nữa, như là không biết sao, chúng tôi không tìm được chỗ đậu xe, thì có một người cứ đi bộ đằng trước chúng tôi, và anh tài xế cứ mãi chú ý đến ông, lái xe theo ông. Thế là tìm được chỗ đậu xe rất gần. Và tôi mới nhận ra, đây không phải là người thường.
Nhưng ông ta đã biến mất. Ta nói với anh tài xế, lẽ ra anh phải cảm ơn vị thần đó, vì đó từ cảnh giới thứ ba xuống đây để giúp chúng ta đấy. Đó chỉ là một trong số những chuyện như vậy. Đôi khi tôi để ý, đôi khi không. Hay quá. Thôi được rồi. Bây giờ quý vị biết rồi. Chúng con rất thích nghe những chuyện này, thật thú vị ạ. Nghe rất thú vị ạ. Xin cảm ơn Ngài. Thưa sư phụ, con có hai chuyện nhỏ. Cũng từ nhạc kịch mới đi dòng lệ âm thầm. Chuyện đầu tiên, kể tôi nghe. Dạ, một đồng tu trên đường bay đến xem nhạc kịch. Tôi thấy linh ảnh về Đại Hy Viện Shrine hiện ra như một lâu đài nạm ngọc tỏa sáng rực rỡ. Chà, dạ vâng. Và trước khi tham dự buổi nhạc, cô ấy cũng nghe thấy âm nhạc bên trong. Rồi sau đó, khi nghe những bản nhạc tại nhạc kịch, cô ấy nhận thấy giống y như những bản nhạc mà cô đã nghe bên trong trước đó. Vậy à? Đó là chuyện thứ nhất. Hay quá. Chuyện thứ hai là về một nhà soạn nhạc của nhạc kịch mới đi dòng lệ âm thầm, ông Don Pippin. Ông nói với chúng con rằng một trong những ca khúc ông sáng tác rất khó phổ nhạc. Sau đó, ông viết thư cho chúng con nói rằng, tôi nghĩ Thanh Hải vô thượng sư đã đến thăm tôi trong giấc mơ vào lúc mà tôi quyết định soạn lại toàn bộ bản nhạc đó. Sáng nay tỉnh dậy, tôi đã nảy ra ý tưởng mới tuyệt vời, có rất nhiều đoạn khúc thú vị khiến bản nhạc mới mẻ và hấp dẫn. Hy vọng tôi sẽ tiếp tục mơ thấy nhiều ý tưởng hơn. Ông còn biết, tôi rất yêu thích thi phẩm của Thanh Hải vô thượng sư. Đó là ông đang nói về thi phẩm truyền cảm ứng của sư phụ. Ngài quả thật là một nhà tư tưởng. Khi soạn nhạc, càng lúc tôi càng nhận thấy Thanh Hải và thần sư vô cùng khôi hài khi nói về đề tài tình yêu. Thưa sư phụ, qua hai chuyện này, chúng con xin hỏi, có phải những nhạc điệu này đã được sáng tác trước trên thiên đàng? Và phải chăng các nhà soạn nhạc chỉ là công cụ mang những giai điệu này vào thế giới chúng ta? Phải, đúng phần nào, nhưng âm điệu trên thiên đàng tao nhã hơn. Hiểu không? Dạ vâng, sư phụ. Nhưng họ phải là những công cụ rất tốt. Họ đã làm công cụ rất tốt, rất tốt. Những công cụ tốt, đúng vậy. Nhưng nếu nghe được nguyên bản trên thiên đàng, thì sẽ thấy âm điệu thanh thoát hơn. Nhưng quý vị biết, không có những nhạc cụ như vậy trên thế giới này. Không phải chỉ tùy vào nhà soạn nhạc và nhạc sĩ, mà còn tùy vào nhạc cụ nữa. Những nhạc cụ ở thế gian không thể thực hiện được chính xác giai điệu trên thiên đàng thanh thoát hơn. Thế thôi, hiểu không? Dạ vâng, sư phụ. Cảm ơn sư phụ rất nhiều ạ. Không có gì. Thưa sư phụ, con xin kể một chuyện nữa về nhạc kịch mến yêu dòng lệ âm thầm. Anh Kaska, nhà soạn nhạc lỗi lạc, ngày đầu tiên có ý tưởng về nhạc kịch mến yêu dòng lệ âm thầm, đã viết một lá thư cho ngài sau buổi trình diễn nói rằng, xin vô cùng cảm tạ sự tận tâm của ngài cho tình thương, an bình và sự hòa hợp trên khắp thế giới. Nhờ ngài, tôi đã nhận được nhiều lá thư từ mọi người nói rằng nhạc kịch đã thay đổi cuộc đời họ. Thưa sư phụ, một số nghệ sĩ như ngôi sao nhạc pop Ba Tư và ca sĩ Ba Tây cũng như khán thính giả đều nói rằng nhạc kịch đã thay đổi cuộc đời họ. Chẳng hạn, chúng con xin trích lời một quan khách tại buổi dạ tiệc. Ông nói, tôi nghĩ tối nay buổi nhạc kịch đã làm thay đổi cuộc đời của rất nhiều người. Tôi nghĩ mình đã vừa chuyển sang thuần chay. Xin sư phụ cho chúng con biết tầm quan trọng của buổi nhạc kịch đối với thế giới về phương diện hòa bình, thăng hoa tâm linh, vân vân. Nhạc kịch chỉ mang lại thay đổi khẳng định cho khán giả hoặc độc giả của chương trình thôi, hay còn ảnh hưởng xa hơn nữa à? Dĩ nhiên là ảnh hưởng trực tiếp hơn đối với những người tiếp xúc với nhạc kịch này, nhưng dĩ nhiên ảnh hưởng còn lan xa hơn và sẽ tiếp tục khi chúng ta truyền thêm ra ngoài. Thậm chí trước đó, chấn động lực, tần số của những vần thơ và âm nhạc sẽ lan khắp thế giới như làn sóng phát thanh vậy. Linh hồn con người sẽ hiểu. Dù đó óc họ không hiểu, linh hồn họ sẽ hiểu và cũng được thăng hoa. Cảm ơn sư phụ. Và ảnh hưởng này sẽ tiếp tục đến những thế hệ sau nữa. Hay quá, xin cảm ơn sư phụ. Thưa sư phụ, có phải nhạc kịch có ảnh hưởng đặc biệt hơn đối với 16 quốc gia đại diện trong chương trình hay không? Phải, dĩ nhiên họ được nhiều công đức hơn. Hay quá. Nhưng cũng nhờ quý vị và nhờ ông Ankasa.
Bởi vì dù cho nhạc được sáng tác từ thiên đàng hay đó là thiên ý, chúng ta cũng cần công cụ ở thế giới này để khởi sự, để khởi xướng. Do đó, ông Akasaka mới có ý muốn làm nhạc kịch và quý vị mới có ý muốn thực hiện. Cho nên dĩ nhiên nhạc kịch được hình thành từ đó, hiểu không? Dạ vâng, sư phụ, xin cảm ơn sư phụ. Từ tôi sẽ không bảo quý vị nào đi làm nhạc kịch đi, hoặc bảo ông Akasaka hãy đi sáng tác đi. Tôi còn bận nhiều việc khác, nhưng nếu quý vị muốn làm, nhiều người tán thành thì việc này như là thiên ý vậy. Hay quá, cảm ơn sư phụ. Không có gì. Kính chào sư phụ, chào cô. Thưa sư phụ, mới đây dòng lệ âm thầm được phát hành trực tiếp trên truyền hình Vô Thượng Sư. Rất nhiều người trên khắp thế giới biết rằng nhạc kịch chỉ trình diễn một lần ở Los Angeles thôi, nên họ rất biết ơn dù không tham dự nhạc kịch được. Họ vẫn có thể xem chương trình phát hành trực tiếp. Trong và sau buổi nhạc kịch, nhiều người đã gửi lời bình luận trên trang mạng Twitter và Facebook. Con xin đọc một số lời nhận xét này cho sư phụ nghe nếu ngài cho phép. Ok, được chứ. Thưa sư phụ, trên mạng Twitter, Xander Foxball nói rằng thật hay là có phát hành trực tiếp, nếu không tôi sẽ không xem được chương trình này. Xin cảm ơn quý vị từ Singapore. Và Christina Lee từ Malaysia nói, tôi dậy thật sớm chỉ để xem nhạc kịch và không hề hối hận. Asami nói, xin đến Nhật Bản trình diễn. Irene Cornizo nói thêm, và đến Philippines nữa. Cô ta kèm thêm hình mặt cười. Và cuối cùng, dễ thương quá, Color Wheels viết, những tia sáng có hy vọng, hòa bình và tình thương, mến yêu dòng lệ âm thầm. Buổi tối tuyệt diệu làm sao? Tại Đại Hí Viện Shrine. À, hay lắm. Thưa sư phụ, có một số đăng trên Facebook, mạng truyền thông xã hội. Facebook về à? Trước hết, ông Robert Daniel viết, đây là vở nhạc kịch kỳ diệu, tôi cười, tôi khóc và muốn ca vang lên. Cảm ơn nhạc kịch rất nhiều. Thật tuyệt vời khi thấy nhiều nền văn hóa hợp nhất trong hòa bình như vậy. Cha. Và Lisa từ Toronto, Canada, là trưởng nhóm câu lạc bộ người hâm mộ Re-Entry quốc tế viết, cảm ơn quý vị đã phát hành chương trình tuyệt diệu này cho khán thính giả quốc tế qua mạng truyền hình trực tiếp. Thích lắm. Mọi người nỗ lực làm việc và hoàn tất công việc phi thường. Rồi cô để hành trái tim. Có rõ thật không mà mọi người khắp nơi đều xem được vậy. Đây là truyền hình trực tiếp, thưa sư phụ, nên mọi người có thể truy cập vào trang mạng truyền hình Vô Thượng Sư để xem và cũng có thể thưởng thức giống như khán giả tham dự buổi trình diễn vậy. Chào, quý vị làm việc giỏi quá. Cảm ơn nha. Và tiếp theo là Lori Copeland. Cô làm việc cho tạp chí hàng đầu mang tên Hollywood Reporter, một tạp chí ở Hoa Kỳ. Cô nói, một chương trình tuyệt vời vào ngày thứ Bảy. Chúc mừng mọi người trong chương trình. Xin cảm ơn đã để tên tôi ở đầu chương trình. Quả thật khiến tôi phấn khởi quá. Âm nhạc gợi cảm hứng cho linh hồn tôi. Tôi rất yêu thích âm nhạc thuần khiết và sâu sắc. Rồi từ tận Đức Quốc, Marie Louise Biran viết nguyên văn bằng tiếng Đức, một nhạc kịch phi thường, những giọng ca và diễn viên tuyệt vời đầy sức hấp dẫn. Đây là một nhạc kịch khiến người xem thích đến nổi da gà, hy vọng nhạc kịch sẽ đến Đức trình diễn để tôi được xem lại. Lời chúc mừng từ Bavaria. Medasala là phóng viên của truyền hình Adisha, đài truyền hình 34 Hoa Kỳ. Có hàng triệu khán giả. Ông viết buổi tối tuyệt diệu. Ông viết hòa tất cả các chữ đầy tâm linh và tuyệt diệu đối với tôi. Cảm ơn đã bao gồm tôi trong hành trình này. Những cuộc phỏng vấn trên thảm đỏ thật tuyệt vời. Còn nhạc kịch và dạ tiệc thì không lời nào diễn tả hết được. Thương thương đến tất cả quý vị. Chúng tôi sẽ trình chiếu nhạc kịch trên chương trình truyền hình của chúng tôi một ngày gần đây. Thật tuyệt. Những người tốt. Họ rất có tâm linh, nên mới cảm thấy hòa nhập, thăng hoa tâm linh. Tốt cho họ. Thưa sư phụ, nhiều khán giả đã khóc khi nghe bản nhạc ngài sáng tác, chuyện trò với Phật đá. Chúng con xin hỏi sư phụ sáng tác ca khúc diễn tiệc này khi nào ạ? Vài năm trước, sau kỳ bế quan quốc tế ở Đài Loan, Formosa. Ồ, đó là kỳ bế quan vào tháng 2. 2007, ta Đài Loan phải không ạ? Phải, tôi nghĩ vậy. Ta phải rời đi thật nhanh và đột ngột. Nhưng bây giờ thì không sao. Chỉ là lúc đó thật khó khăn. Vậy ạ, thưa sư phụ, tôi nghĩ chỉ có Phật đá mới có thể
chịu đựng tất cả nỗi đau khổ này và vẫn yêu thương thế giới mà thôi. Nên bản nhạc đến từ đáy lòng. Tôi làm thơ trong nước mắt. Nước mắt của vị Phật đã. Dạ, và khán thính giả, kể cả chúng con đều cảm nhận được lời nhạc. Con nghĩ mọi người cảm nhận được những giọt lệ và tình thương của sư phụ trong đó. Bản nhạc rất hay, có lẽ là vậy. Tôi cảm thấy thế giới họ thật quá lầm lạc, quá chìm sâu trong bóng tối. Nước mắt cứ trào ra, cảm thấy tội nghiệp, buồn thương cho toàn thế giới. Tôi cảm thấy vô cùng đau khổ, rất đau khổ. Thật buồn thương cho họ. Xuất xứ của bản nhạc là thế. Có lẽ đó là lý do mọi người rơi lệ, bởi vì đây là cảm xúc thật, trải nghiệm thật, phải, cảm giác thật. Dạ vâng, sư phụ. Được rồi. Xin cảm ơn Ngài, không có chi. Thật ra nhiều nhân viên trong giới truyền thông đã viết tin về nhạc kịch. Và con xin chia sẻ một số lời nhận xét và vài trích đoạn đăng trên báo. Ok, COA Review LA là nhật báo trực tuyến ở Los Angeles, có độc giả trên toàn cầu đã viết. Vincent Van Tyson danh tiếng, người từng được đề cử giải Tony và là đạo diễn của hai chuyến lưu diễn thế giới của Michael Jackson và Madonna, đã đạo diễn nhạc kịch mới mến yêu dòng lệ âm thầm này. Thông điệp đơn giản nhưng sâu sắc của nhạc kịch đã không bị lu mờ bởi các ngôi sao diễn xuất lừng danh. Lòng quan tâm, từ ái, rộng lượng, thương yêu và sự thăng hoa tâm linh qua nghịch cảnh là bài học được lồng ghép vào chương trình tràn đầy năng lượng, tuyệt diệu và thăng hoa này. Hay quá. Và ký giả khác từ Canyon News, tờ nhật báo trong vùng Beverly Hills, cô cũng tham dự nhạc kịch và viết như sau. Nhạc kịch củng cố lòng tin rằng lòng từ ái là vô hạn và nên thể hiện đến mọi người trong mọi nền văn hóa. Khi chương trình kết thúc, nhiều người không thể cầm lòng đã nói với quan khách cùng xem về những màn họ đắc ý nhất hoặc cảm xúc mà họ câu thông được với đề tài chung của nhạc kịch. Những đóng góp cho xã hội của Thanh Hải Vô Thần Sư đã khích lệ nhiều người truyền đạt thông điệp của Ngài qua nghệ thuật, từ đó gợi cảm hứng cho khán giả tiếp tục đóng góp. Công việc của Ngài đã tạo nên một chương trình nhân đạo bất tận mà chắc chắn sẽ hữu ích cho tương lai của thế giới này. Thưa sư phụ, còn rất nhiều nhận xét và phản hồi khẳng định từ khắp nơi trên thế giới, nhưng vì quá nhiều nên chúng con không thể đề cập hết tất cả. Cảm ơn sư phụ. Hay lắm. Họ rất tốt, những phóng viên tử tế. Phải, đã đến lúc giới truyền thông nên tường thuật chân thật như vậy, nên quan tâm hơn, từ ái hơn về những gì thật sự tốt đẹp và lợi ích. Dạ vâng, sư phụ, tốt cho họ. Cảm ơn sư phụ. Và điều thú vị khác nữa là hơn 2 tháng trước, kể từ khi nhạc kịch kết thúc, những bản quảng cáo về mến yêu dòng lệ âm thầm cũng đã hạ xuống. Nhưng mới đây, chúng con nhận được điện thoại từ một người thì mới biết là có một bản quảng cáo vẫn chưa hạ xuống. Ông ấy nói rằng vừa mới thấy quảng cáo và muốn xem nhạc kịch. Thế nên giờ đây ông đang chờ mua CD và DVD. Quả thật ấm lòng khi thấy ánh sáng của sư phụ vẫn còn chiếu sáng khắp thành phố Los Angeles. Ok. Kính chào sư phụ. Còn nữa không? Dạ còn, chúng con chỉ xin chia sẻ. Chúng con vừa phát hành CD mến yêu dòng lệ âm thầm, thì đã có người ở mãi tận Hàn Quốc và Canada đặt mua trên mạng, và có người ở Texas, Hoa Kỳ, tên là Mervyn Malone đã mua CD, rồi chia sẻ trên mạng Facebook rằng, hôm nay tôi mới nhận được đĩa CD từ bưu điện, âm nhạc tuyệt hay, tất cả các giọng ca đều tuyệt vời.
Thưa sư phụ, ông Manman cũng biết rằng ông đã theo dõi mọi thứ liên quan đến nhạc kịch Mến Yêu Dòng Lệ Âm Thầm và là người rất hâm mộ trên series Hoàng Lì. Ông cũng từng nghe về sư phụ. Ông viết, tôi thật sự mơ ước mong nhạc kịch Dòng Lệ Âm Thầm cũng được trình chiếu trên đài PBS hoặc đài Bravo nữa. Nhạc kịch mang thông điệp hòa bình mọi người đều có thể cảm nhận được. Tôi thật sự rất thích cách thi phẩm truyền tải vào các nền văn hóa khác nhau cho khán giả thưởng thức. Tự nhiên tất cả các diễn viên, ca sĩ đại diện cho Thượng Đế hay lực lượng sáng tạo nào đó hoặc biểu tượng tâm linh nào đó liên quan đến lịch sử của từng nền văn hóa. Thưa sư phụ, một phụ nữ từ New York tên là Itla, là bậc thầy trong đạo Do Thái. Bà đã xem nhạc kịch trực tiếp trên mạng. Bà nói với chúng con rằng bà đã khóc khi thấy cảnh Trung Đông. Và khi xem màn cuối cùng, bà nói rằng đây là sự an bài để bà được biết sư phụ. Bà tự nhủ phải tìm hiểu thêm về vị nữ lưu tuyệt vời này. Sau khi tải xuống một số bài giảng của sư phụ, bà nói về ngài như sau. Vị phụ nữ này thật tuyệt vời, thật phi thường. Ngài có thông điệp chân chính để mang lại an bình và hòa hợp trên thế giới. Ngài biết cách truyền đạt thông điệp này. Không mấy ai có thể làm được việc này. Rất khó để tôi tin vào bất cứ điều gì. Nhưng quả thật, tôi tin Ngài là đấng cầu thông trực tiếp với Thượng Đế. Hãy tin tôi. Ngài sẽ làm điều đó cho thế giới này. Tôi nhất định sẽ quảng bá thông điệp của Ngài trên thế giới. Và cũng đặt mua CD nhạc kịch, thưa sư phụ. Chà, thưa sư phụ, biên đạo múa và các diễn viên trong chương trình nói rằng họ vẫn còn nghe âm điệu của nhạc kịch văng vẳng trong đầu họ. Ngay cả mới đây, đạo diễn Vincent Patterson nói rằng những bản nhạc từ nhạc kịch vẫn còn văng vẳng trong đầu ông. Và con càng nghe những bản nhạc từ nhạc kịch Mến Yêu Dòng Lệ Âm Thầm, con càng cảm thấy thăng hoa, tràn đầy hy vọng và được tiếp thêm sinh lực. Hơi giống như cảm giác khi chúng con bắt đầu xem truyền hình Vô Thượng Sư lúc phát hành toàn cầu. Thưa sư phụ, tại sao là như vậy? Có phải những bản nhạc trong nhạc kịch Mến Yêu Dòng Lệ Âm Thầm được nạp loại chấn động lực giống như truyền hình Vô Thượng Sư? Hơn nữa, còn nhiều hơn nữa. Tuyệt quá, trực tiếp hơn và cô đọng hơn. Thật kỳ diệu. Bởi vì trên truyền hình Vô Thượng Sư, đôi khi chúng ta phải phát hành những thông tin không lành mạnh lắm, không được ưa thích lắm, không khẳng định lắm. Hiểu ý tôi không? Dạ hiểu. Cho nên hơi bị phân tán. Cha, thật kỳ diệu. Còn nhạc kịch, chấn động rất trực tiếp, chỉ toàn về Thượng Đế, chỉ toàn về sự khao khát Thượng Đế, chỉ toàn về hòa bình, tình thương và tử tế. Trực tiếp hơn, không bị phân tán, hiểu không? Cảm ơn sư phụ rất nhiều ạ. Còn cái gì? Thưa sư phụ, xin Ngài cho chúng con biết về đẳng cấp các quốc gia. Lúc đầu, Ngài đã đề cập đến đẳng cấp khác nhau của các quốc gia. Ok, quý vị chưa quên hả? Được rồi, để tôi kiểm xem. Là thế này, lúc đầu thì họ được thăng hoa, nhưng rồi họ lại rơi xuống, rồi họ lại trở lên, rồi lại rơi xuống nữa. Họ không ổn định cho lắm, phải không? Nhưng sau này, nhân loại sẽ phát triển cao hơn về tâm linh và họ sẽ ổn định hơn, hiểu không? Dạ vâng, sư phụ. Hiện giờ tôi có thể nói với quý vị có rất nhiều đẳng cấp. Minh sư rất dễ nâng con người. Hoặc đệ tử hoặc không phải đệ tử lên đến đẳng cấp cao hơn, chỉ khó cho họ giữ vững đẳng cấp, hiểu không? Dạ vâng, sư phụ. Phải, có rất nhiều. Bởi vì một số người từ bên trong có thiện lành nhưng còn rất xa phẩm chất thánh nhân, SQ. Chúng ta có phẩm chất cao thượng, NQ. Có phẩm chất yêu thương, LQ, nhớ không? HQ, yes. HQ, phẩm chất con người. Dạ, nhưng chúng ta cũng phải có GQ và SQ nữa. GQ là phẩm chất thiện lành bên trong, không phải cá tính hiển lộ ra bên ngoài. Có người trông rất dịu dàng và khiêm tốn, nhưng bên trong thì không. Hiểu không? Còn có người trông có vẻ hơi thô lỗ, không lịch sự lắm, hay không dịu dàng lắm, nhưng bên trong họ rất tốt. Và có người trông giống thánh nhân,
Nhưng không phải vậy. Có người không giống thánh nhân, nhưng họ lại là thánh, hiểu không? Dạ vâng, sư phụ. Cho nên GQ và SQ còn quan trọng hơn các phẩm chất khác. Thật kỳ diệu. Bởi vì phẩm chất này không hiển lộ, không hiển lộ ra ngoài. Đa số bên trong, hiểu không? Dạ vâng, sư phụ. Hiện tại tôi có thể nói đại khái là hơn 64% nhân loại trên địa cầu ở trên đẳng cấp con người và 64% trên đẳng cấp Atula, 47% đẳng cấp thứ ba và hoặc trên đẳng cấp thứ ba hoặc ở ranh giới của đẳng cấp thứ ba. Ok. Và dĩ nhiên còn một số ở đẳng cấp thứ tư và thứ năm nữa. Để tôi kiểm lại. Đây là khoảng một tháng trước. Có thể bây giờ đã thay đổi rồi chút. Như ta đã nói, họ lên lên xuống xuống. Phải, họ bị ảnh hưởng bởi môi trường, hoàn cảnh chung quanh và những người họ tiếp cận, hiểu không? Dạ vâng, sư phụ. Ngày 6, lúc này lâu rồi, trời ơi. À, từ ngày 8 tháng 12 năm 2012. Một số đồng tu trong đoàn thể chúng ta cũng đã tiến bộ hơn trước. Hay quá. Tốt hơn trước một chút. Ví dụ hiện giờ trong đoàn thể chúng ta có 1% ở đẳng cấp con người, vẫn còn ở đẳng cấp con người, hiểu không? Dạ vâng, sư phụ. Dù đã thọ tâm ấn nhưng quá thấp, cho nên kéo họ lên phải mất rất nhiều thời gian. Khi đã rất cao rồi thì kéo lên rất dễ, khi quá thấp phải mất nhiều thời gian hơn vì đầu óc và nghiệp chướng. Đẳng cấp con người 1%, khó tưởng tượng là vẫn còn đẳng cấp địa ngục 1%, vẫn còn đẳng cấp Atula 7%. Nhưng trước đây họ còn tệ hơn nữa. Bây giờ họ đang đi lên. Trước đây có nhiều đẳng cấp địa ngục và Atula hơn, còn bây giờ 7% Atula. Đẳng cấp thứ 2, 8%. Đẳng cấp thứ 3, 17%. Đẳng cấp thứ 4, 28%. Đẳng cấp thứ 5, 53%. Trên đẳng cấp thứ 5, 0%. Đẳng cấp của các đệ tử cho tới ngày 8 tháng 12 năm 2012 có thêm 15% nữa vì có những người không chính thức gọi là đệ tử không chính thức. Không phải tất cả đều là đệ tử có đăng ký. Họ chưa được chính thức thọ tâm ấn, nhưng đã thấy Minh Sư, tin tưởng Ngài và có cơ hội tốt, nhân duyên tốt. Nên Minh Sư truyền tâm ấn cho họ. Bởi vì một số người không thể đến gặp Minh Sư vì lý do nào đó. Quý vị biết mà, thế giới đôi khi rất khó khăn. Hiện tại trong hàng đệ tử, có những người lên xuống thất thường, cho nên tỷ lệ của họ như sau. Giữa đẳng cấp con người và địa ngục 2%. Giữa đẳng cấp con người và Atula 2%. Giữa đẳng cấp Atula và thứ hai 4%. Giữa thứ hai và thứ ba 7%. Giữa thứ ba và thứ tư 62%. Giữa thứ tư và thứ năm 9%. Giữa thứ năm và trên đó 0%. Rất ổn định. Đẳng cấp trên thứ năm rất ổn định. Luôn luôn 0%. Không thể nói rằng đệ tử của tôi không ổn định. Có một số rất ổn định. Đó là bao gồm tỷ lệ 100%. Không phải trên 100%. Không phải là 100% khác. Bởi vì đôi khi đẳng cấp con người là 1%. Nhưng vào lúc khác, một nhóm khác cứ nhảy lên nhảy xuống. Đây là tỷ lệ của những đệ tử lên xuống thất thường, hiểu không? Danh sách thứ hai, tỷ lệ những đồng tu gọi là không ổn định trong toàn đoàn thể chúng ta. Những người không ổn định tại một đẳng cấp mà nhảy từ đẳng cấp này đến đẳng cấp khác và lên xuống tới lui một thời gian. Nhưng dù hiện tại chưa vững vàng, nhưng có lẽ về sau họ sẽ ổn định. Hy vọng vậy.
họ sẽ vững vàng khi lên cao hơn và trở nên ổn định hơn. Nhưng cả hai danh sách, nhóm ổn định và nhóm không ổn định, chỉ là tương đối thôi nha. Vì họ có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Đây chỉ là để cho quý vị tham khảo. Vào lúc mà tôi thấy, vào ngày mà tôi thấy như vậy nhé. Cho nên danh sách của những người không ổn định là riêng. Giữa đẳng cấp con người và địa ngục 2%, giữa con người và Atula 2%, giữa Atula và đẳng cấp thứ 2 4%, giữa thứ 2 và thứ 3 7%, giữa thứ 3 và thứ 4 62%, giữa thứ 4 và thứ 5 9%, giữa thứ 5 và bên trên 0%, và số còn lại thì ổn định. Số còn lại là những người không nằm trong danh sách trên. Họ ổn định ở đẳng cấp của họ vào lúc này. Nhưng họ vẫn có thể thay đổi, tôi nói rồi. Danh sách không ổn định là cho những ai lên xuống quá thường xuyên. Và tỷ lệ còn lại tôi chưa đề cập tới. Khoảng 14% còn lại họ ổn định hơn. Dạ vâng, sư phụ. Về đẳng cấp của người thế gian, có một điều tôi muốn nói thêm. Như là đẳng cấp tổng quát. Vào ngày 8 tháng 12 năm 2012 là như vậy. Dĩ nhiên trước đây còn tệ hơn. Hiện tại mọi người đã khá hơn. Bất kể mọi chuyện xảy ra, tin được không nào? Sau sự thanh lọc, những người còn lại đã trở nên tốt hơn. Bây giờ, thí dụ, đẳng cấp địa ngục của con người trên toàn thế giới chỉ còn 0.001%. Và đẳng cấp Atula 0.15%. Những người còn ở đẳng cấp con người là 3%. Lên đẳng cấp thứ 2, 15%. Đẳng cấp thứ 3, 32%. Đẳng cấp thứ 4, 3%. Đẳng cấp thứ 5, 4%. Đó là cho toàn thể nhân loại. Rồi giữa đẳng cấp thứ 2 và thứ 3, 2%. Những tỷ lệ khác thật sự không đáng đề cập đến, có lẽ tôi sẽ cho quý vị biết sau. Giữa đẳng cấp thứ 3 và thứ 4, 3%. Giữa đẳng cấp thứ 4 và thứ 5, 5%. Ồ, tốt quá. Giữa đẳng cấp thứ 5 và đẳng cấp cao hơn, 0%. Và phần còn lại là giữa con người và địa ngục hoặc địa ngục và Atula. Tất cả những người còn lại. Cho nên nói chung, ta đã bảo với quý vị, ít ra có rất nhiều tỷ lệ vượt trên địa ngục rồi. Chỉ còn 0.001% vẫn còn ở địa ngục. Cho nên hầu hết mọi người, phần lớn, sẽ không bị đọa địa ngục nữa. Tôi thật sự vui mừng báo cho quý vị biết như vậy. Tuyệt quá, bởi quý vị biết là trên đẳng cấp thứ 3 thì sẽ không bao giờ phải trở lại để đầu thai hoặc chịu đau khổ nữa. Điều này thật tuyệt vời, nhưng không cố định đâu nhé. Sẽ còn thay đổi và con người ngày càng trở nên tốt hơn. Và tôi cống hiến công đức tâm linh kiếm được bất cứ khi nào tôi được phép nâng con người lên. Cho nên đây là tin tuyệt vời. Thật sự là tốt, rất tốt. Hy vọng quý vị hài lòng. Thưa sư phụ, chúng con rất muốn biết thêm về sinh khí Prana. Xin Ngài từ ái chia sẻ thêm thông tin về điều này với chúng con. Thông thường, con người chúng ta có mức sinh khí cao. Nhưng chúng ta làm giảm bớt sự gia trì và giảm bớt sinh khí bằng lối sống kém thánh thiện, thiếu tình thương của mình, như là ăn thịt, uống rượu, dùng ma túy, thuốc lá, vân vân. Và rồi tính di truyền DNA cứ tiếp tục truyền từ thế hệ này sang thế hệ sau. Cho nên các thế hệ sau ngày càng có sinh khí hơn. Đó là lý do chúng ta phải ăn rất nhiều. Rồi chúng ta cũng bị ảnh hưởng bởi khẩu vị của những người xung quanh. Nên đôi lúc ở nơi đông đúc quý vị ăn nhiều hơn. Không đúng sao? Dạ, rất đúng thưa sư phụ. Khi ăn một mình không cảm thấy không ăn nhiều như vậy, nhưng khi ăn với nhiều người cảm thấy rất ngon. Dạ đúng sư phụ. Nên ăn nhiều hơn, đó là lý do.
Tính di truyền DNA cũng ảnh hưởng nhau. Cho nên hiện tại, con người trung bình cần ăn rất nhiều bởi vì còn rất ít sinh khí. Mức sinh khí trung bình của con người hiện tại chỉ là 20%. Mức sinh khí cao nhất của con người là khoảng từ 80 đến 135%. Mức thấp nhất khoảng 17%. Nhưng có lẽ cũng vì có cơ hội để chọn nhiều thức ăn hơn, vì có nhiều loại thức ăn hơn, nên họ ăn nhiều hơn mức cần thiết. Nhưng nghe đây, mức sinh khí cao hơn không nhất thiết có nghĩa là đẳng cấp tâm linh cao hơn. Tới trình độ nào đó, điều này không có nghĩa là đẳng cấp tâm linh cao hơn. Chúng ta xem nào, như Thanh Hải vừa từng sư, 662% sinh khí. Tuyệt vời! Và ngày 10 tháng 8, bây giờ thì đã trên mức này hàng ngàn lần rồi. Tuyệt! Nhưng vẫn ăn mỗi ngày một lần, ăn súp hay gì đó. Không còn khẩu vị nhiều nữa. Thanh Hải vô thượng sư có 662%, nhưng vẫn ăn súp và những thứ tương tự vậy. Nhưng rất ít. Bây giờ bà ăn rất ít bởi vì rất ít lựa chọn. Cho dù có muốn đi nữa. Có nhớ danh sách hòa bình và tình thương mà tôi đã đưa ra không? Dạ nhớ, sư phụ. Bạn ít hơn vậy nữa. Ít hơn thế. Bởi vì danh sách tôi đưa ra vẫn còn. Một số có chút cảm giác. Nhưng không có nghĩa là không phải tất cả đều không có cảm giác nhé. Nên bà chỉ chọn những loại không cảm giác và loại này thì rất ít. Hai, ba loại rau, quả dưa, dưa leo. Chỉ chừng đó thôi. Nào, bà Therese Neumann. Có nhớ bà ấy không? Dạ nhớ, sư phụ. Trong sách của Yogananda đó, và lúc ấy bà đã có 153%. Và có nữ tu sĩ ở Formosa, Đài Loan, danh hiệu là Phúc Huệ Ni Sư. Khi trước bà ấy sống ở Miêu Lý, sinh thời bà đã có 143%. Còn một phụ nữ nghe nữa, đã lớn tuổi, được chiếu trên truyền hình vô thượng sư. Hơn 60 tuổi, bà vẫn ca hát và làm đủ mọi việc trông rất hồng hào. Bà có 180% sinh khí. Các vị tánh Ấn Độ, chúng ta gọi như vậy, có 272% sinh khí. Thảo nào họ không ăn, không uống. Và bà cũng vậy. Yogananda lúc sinh tiện, ngài có 92% sinh khí bên trong. Mức sinh khí cao hơn không nhất thiết có nghĩa là đẳng cấp tâm linh cao hơn. Một số thánh nhân vẫn ăn để gieo duyên với chúng sinh địa cầu. Chẳng hạn, ngài Yogananda có 92%, nhưng vẫn ăn đôi chút. Rồi bây giờ đến các bạn thú. Rất nhiều bạn thú hiện có sinh khí cao hơn cả con người nữa. Trước kia, con người chúng ta có nhiều sinh khí hơn, không cần ăn gì hết. Chúng ta có thể bay, nhưng bây giờ thì không. Bị dính chặt vào bề mặt địa cầu và ăn đủ thứ nhưng vẫn không bao giờ cảm thấy thỏa mãn. Nhưng loài vật, họ vẫn còn giữ được hầu như mức sinh khí ban sơ. Đó là lý do đôi khi họ có thể sống mà không cần ăn trong thời gian dài, ví dụ như 3 tháng, thậm chí là gấu ngủ đông 3 tháng, hoặc loài cáo hay các loài vật khác, 3 tháng không ăn, không uống. Và chim cánh cụt đứng đó 2 tháng, chờ chim mái trở về. Dạ phải, thưa sư phụ, dạ phải. Ấp trứng 2 tháng trong tình trạng như thế, quý vị thấy chưa? Dạ vâng, sư phụ. Không ăn, không uống, mà họ vẫn không sao. Nhưng chúng ta thì sẽ chết. Dạ phải, sư phụ. Hầu hết mọi người sẽ chết trong hoàn cảnh đó. Hoặc loài vật, họ có thể sinh tồn với ít loại thức ăn. Bây giờ biết tại sao rồi. Tôi sẽ đọc về mức sinh khí của một số loài vật. Voi, thí dụ theo tỷ lệ 100. Voi có 132%. Ngựa, thảo nào họ chỉ ăn cỏ mà vẫn rất to lớn. Dạ phải, sư phụ.
Chúng ta ăn rất nhiều thứ mà không lớn bằng một nửa con voi. Ngựa 131%. Họ chỉ sống bằng cỏ khô hoặc cỏ xanh thôi. Bò 130%. Thu câu cổ 133%. Lừa 131%. Ngỗng 93%. Khỉ 92%. Gà 12%. Gà. Cá voi 170%. Cá heo 123%. Thỏ 64%. Hải cẩu 63%. Gấu quắc cực 62%. Sóc 19%. Rùa 115%. Những con số này không theo thứ tự nhé. Cho nên chúng ta nhảy từ gấu quắc cực qua sóc từ lớn đến nhỏ, không có thứ tự ở đây. Rùa 115%. Vẹt màu, một trong những loài vẹt màu trắng hoặc màu hồng, gọi là vẹt màu hả? Như vẹt của tôi. Dạ vâng, sư phụ. Phải, 63%. Vẹt đuôi dài chẳng hạn, màu xanh và vàng, 64%. You know the parrot? Có biết vẹt đuôi dài như Sunny không? Dạ biết sư phụ. Average dog. Trung bình chó có 94%. But if they eat meat, nhưng nếu họ ăn thịt thì dĩ nhiên sinh khí sẽ thấp hơn rồi. Như chó của tôi, Hamid có 94%. Bởi vì chú không bị mắc sinh khí do chú ăn thuần chay. Dạ vâng sư phụ. Giống chó Rottweiler như Woody thông thường có 93%. Đó là lý do họ hơi hung hăng một chút, ăn rất nhiều. Nhưng Hamid cũng rất thích ăn. Giống chó Maltese như Benny 92%. Mèo trung bình có 33%. 33, đó là lý do mèo đi săn. Cọp 22%. Sư tử 21%. Báo 18%. Penguin chim cánh cụt 62%, chuột 18%, ong 6%. Đây chỉ là thí dụ thôi. Con người trung bình thậm chí chỉ có 20% sinh khí, ít hơn cọp nữa. Ôi. Yes, okay. Phải, như vậy đó. Now you know everything. Giờ quý vị biết tất cả rồi. Almost. À, hầu như tất cả. Kỳ diệu thật, hấp dẫn thật, sư phụ. Phải, có quá nhiều điều. Tôi không thể kể hết cho quý vị. Quá nhiều thứ. Ok. Rất nhiều điều. Tôi không thể nói cho quý vị được. Còn gì khác mà quý vị muốn biết, có thể nghĩ tới ngay bây giờ, hoặc trước khi kết thúc không? Thưa sư phụ, chúng ta có nên ăn ít để có thêm sinh khí hay không? Quý vị ăn tùy theo nhu cầu cơ thể và thèm muốn của đầu óc. Bằng không thì cứ luôn nghĩ đến thức ăn mà không thể ngồi thiền. Dạ vâng sư phụ. Và khi thiền lên ảnh hiện ra thành bánh mì, bún, đồ ăn liền, bánh mì kẹp thuần chay. Những gì mình nghĩ đôi khi hiện ra trong linh ảnh. Nhưng nếu muốn thử ăn ít lại thì có thể giảm mỗi lần một chút, ok? Xem cơ thể có chịu nổi không? Hiểu không? Dạ vâng, sư phụ. Mỗi lần bớt một chút thôi. Xem như thế nào? Vấn đề là nếu làm được thì làm. Nếu không làm được thì cứ tiếp tục như bình thường. Quý vị biết người ta ăn kiêng ra sao không? Họ chỉ tăng cân gấp đôi sau đó thôi. Dạ phải, sư phụ. Tôi lo ngại chuyện đó. Nhưng nếu có thể ăn ít đi thì tốt, ok? Ok, thank you, Master. Dạ vâng, cảm ơn sư phụ. Không có gì. Thưa sư phụ, trong một kỳ bế quan, một đồng tu nói rằng trên mạng có tiên đoán là từ ngày 21 đến 23 tháng 12, thế giới sẽ trải qua 3 ngày trong bóng tối. Và lúc đó sư phụ nói là các thiên thần sẽ đến thắp sáng bầu trời. Cho nên, chúng con xin hỏi sư phụ về việc này. Xin Ngài khai sáng thêm về điều này. Không sao đâu, đâu còn vấn đề gì nữa. Chúng ta sẽ còn ở đây một thời gian. Sẽ không có điều gì nghiêm trọng xảy ra.
Thank you, Master. Thank you very cảm ơn much. Sư phụ, cảm ơn Ngài rất nhiều. Thưa sư phụ, để sáng tỏ thêm một điểm nữa, khi nãy sư phụ nói về hai phẩm chất quan trọng nhất là SQ và GQ. Vậy GQ có phải là phẩm chất thiện lành và SQ là phẩm chất thánh thiện? Đó có phải là SQ không? Phải. Dạ, cảm ơn sư phụ. Rồi còn gì nữa không? Nếu không thì chúng ta dừng ở đây. Sư phụ có thông điệp nào cho thế giới trong mùa lễ Giáng sinh và năm mới này không ạ? Ok, rất đơn giản ha. Giờ đây đã cứu được địa cầu rồi, hoặc địa cầu đã được cứu một thời gian rất dài. Tất cả chúng ta nên cố gắng hướng nội hơn, tập trung hơn để cầu thông tâm linh với đấng thiêng liêng bên trong, cầu xin thiên đàng tha thứ, nên tự bi hơn, khiêm tốn hơn, biết ơn hơn đối với sự khoan dung của thiên đàng và làm việc tốt cho thế giới nhiều hơn. Càng làm tốt cho thế giới thì càng được thêm điều tốt. Càng ban phát hạnh phúc cho người khác thì càng được thêm hạnh phúc. Không phải giúp đỡ người khác là chỉ làm việc cho mình thôi. Không phải vậy. Mỗi công việc nhỏ, mỗi nỗ lực nhỏ mà quý vị làm để giúp đỡ người khác sẽ được đền bù gấp hàng ngàn lần công đức cho quý vị. Hiện tại chúng ta có thời gian, địa cầu vẫn còn đây, vẫn còn thời gian. Chúng ta nên nghĩ nhiều hơn về cái cạnh tâm linh của tự tính và cầu thông với bản tính. Đừng nên quá đắm chìm vào sự tiện nghi vật chất. Đừng tham những thứ vô thường khác. Chúng ta nên hướng nhiều hơn đến niềm hạnh phúc lâu dài, vĩnh cửu và chân phúc bên trong chính mình. Thiên đàng luôn hiện hữu bên trong nếu chúng ta hướng nội và cầu thông. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn sư phụ. Cảm ơn quý vị. Các câu hỏi rất hay. Cảm ơn quý vị. Những câu hỏi rất thông minh. Tôi rất hãnh diện về quý vị. Tiếp tục làm việc nếu quý vị muốn ở đó. Và thiền càng nhiều càng tốt nhé. Hiểu không? Dạ vâng, sư phụ. Xin cảm ơn Ngài rất nhiều đã cho chúng con cơ hội làm việc tại đây. Không có chi. Dĩ nhiên tôi sẽ không gặp quý vị một thời gian. Vậy hãy vui hưởng Giáng sinh. Merry Christmas and lucky, happy và năm mới may mắn, vui tươi nhé. Lucky every day. May mắn mỗi ngày, hạnh phúc mỗi ngày. And happy new year to you too. Chúc mừng năm mới sư phụ. Cảm ơn sư phụ. Cảm ơn. Thưa sư phụ, sao? Vào thời điểm thiêng liêng và hân hoan này trong năm, chúng con xin cảm tạ đặc ân vĩ đại được chia sẻ thời gian này với Ngài. Buổi hội thảo này là món quà quý báu nhất cho chúng con, cũng như cho thế giới. Và thật sự, Ngài là món quà quý báu nhất cho vũ trụ. Kính xin cảm tạ lòng từ ái và trí huệ vô biên của Ngài. Chúng con cầu nguyện rằng Ngài sẽ luôn luôn bình an, ấm áp và an khang. Chúng con yêu thương Ngài. Cảm ơn tất cả quý vị. Tôi cũng yêu thương quý vị. Chúng con thương sư phụ. Tôi cũng thương quý vị. Tôi ước gì có thêm thời gian với quý vị. Nhưng chúng ta đều cùng nhau làm việc cho cùng mục đích. Do đó, cùng nhìn về một hướng thay vì luôn nhìn vào mắt nhau. Cảm ơn rất nhiều. Nguyện cầu thiên đàng gia trì cho quý vị nhiều hơn năm ngoái. Gia trì mãi mãi. Hãy vui hưởng mùa lễ này, nghỉ ngơi một chút, rồi tiếp tục làm việc. Tạm biệt. Chúng con thương sư phụ. Thương quý vị. Chúc mừng Giáng sinh sư phụ. Chúng con thương Ngài. Thương quý vị. Chúc mừng năm mới. Chúng con thương Ngài. Thương. Chúc mừng năm mới sư phụ. Thương.